đơn kim nào còn có đâu không? Đúng rồi chứ. Cô qua chung đơn với Nguyễn Anh. Đi với Nguyễn Anh rồi mà. Đi rồi. Hello mấy chị nha, chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Cho Hải xin nút chấm bài tương tác nha. Hello chị Nguyễn Thu Sương nè, hello chị Thanh Thúy, hello chị Hồi Thu ha. Rồi chị nào vô rồi chấm bài dùng cho em nha mấy chị yêu nha. Live hôm nay sẽ là live cuối và live ngày hôm mai nữa nha mấy chị yêu nha. Và thứ tư nhà em đi đơn là nhà em sẽ nghỉ Tết nha mấy chị yêu nha. Rồi chị nào mà chưa sắm đồ tới thì mình tranh thủ nha mấy tình yêu nha. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà ơi, tương tác bài viết nha mấy chị yêu nha. Nhanh mấy chị ơi. Ok chị Châu Nguyễn ơi, bóp đi nha chị nha. Bóp đi chứ hãy like xong hãy xem cho chị. Rồi chị nào vô rồi chấm bài tương tác đi. Hôm nay hàng đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Xuất sắc luôn á. Hôm nay chị nào mà mặc size L thì nhớ nha mấy chị yêu nha. Nhớ xem. Hôm nay cũng có rất là nhiều size L luôn á cả nhà. Nhiều size L lắm. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Tương tác bài viết lên nha mấy chị nha. Trời nó đi. Này là đáng lẽ là lô em để bán khai xung đó cả nhà, nhưng mà em hết hàng rồi nên là thôi em like cho mấy chị chốt luôn hè. Rồi chấm bài lên đi cả nhà ơi. Chấm bài tương tác lên đi cả nhà. Nè mấy chị nhìn hàng nè. Hàng của HA nha mấy chị nha. HA dùng cho em nè. Nguyên cái set này thường mình đi mua là hàng 6-700 đó mấy chị. Hàng 6-700 nha mấy chị nha. Tương tác bài viết lên đi. Hôm nay có nhiều set lắm mấy chị. Toàn set dạ mà hai món không mà cả nhà ơi. Dày mà đẹp lắm. Rồi chấm bài tương tác lên cho mấy chị nha. Rồi về cua luôn á. Quá chờ VIP nha mấy chị nha. Quá VIP luôn á. Ôi đẹp chưa. Đẹp đi. Ôi cả nhà ơi, xuất sắc chưa mấy chị ơi, một con đầm dạ nè. Xong rồi kèm cho mình một con áo khoác nè mấy chị. Hàng HA dùng cho em nè, quá trời đỉnh luôn nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn chắc dùng cho em nè. Đẹp chưa? Xịn sò lắm nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, có bài tương tác lên đi cả nhà. Có nhiều hàng đẹp quá. Chấm bài vô đi cả nhà ơi, tặng cái gì ta? Thì cho chị cái set nào thì còn lô set nó gì tặng cho khách đi. Đây này, cái set NT còn lô set 3 mét này. Chia sẻ like tương tác lên đi mấy chị ạ. Chia sẻ like tương tác lên đi cả nhà. Ôi. Em sao mà hãy có đĩa rồi á em. Rồi hãy lên hàng tặng nha mấy chị nha. Tặng cái con này đi Hiền. Đang tính lên luôn á mấy bà ơi. Tại vì còn có like hôm nay với ngày mai nữa là đi đơn rồi. Nên là tranh thủ like nhiều hàng đẹp ha. Có nhiều bạn. Đáng lẽ là cái lô này để like khai xung nha mấy chị nha. Nhưng mà bây giờ là không có hàng like mà mấy chị ơi, ngày mai mới nghỉ nha mấy chị nha. Nên là lên cái hàng mới cho cái bà chốt nè. Đẹp không? Xuất sắc nha. Tặng một cái gì ta? Một cái set hơi bị đỉnh nha mấy chị nha. Set 3 món luôn. Rồi ghi dùng cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Nhớ là chia sẻ like dùng em một lần vào trang cá nhân nha mấy chị nha. Em cảm ơn chị Hiền Nguyễn nha. Hôm nay nhận được bộ với set nhung đẹp. Em cảm ơn chế nha. Rồi lên liền cho em mã tặng kèm số điện thoại dùng cho em. Tặng kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Một lần vào trang cá nhân, một lần hội nhóm để chế độ công khai dùng cho em nha mấy chị nha. Đây sẽ là một con áo có size gì em? Size S, size M à? Rồi mấy chị ơi, chị nào được tặng thì mấy chị có quyền báo em là size S, size M ha nha mấy chị nha. Xét trên phía sau có. Trời ơi, em có thiệt cái bà luôn, xét trên này em không được sale mà hàng nó lẹ. Em cắt để em lai đầu năm mất cả nhà ơi, tại vì cái xét này nè. Mà xíu mấy chị nghe đọc giá lại bà ngắt luôn nha mấy chị nha. Cái này nhân viên em chê hơi bị xấu nha bà nha. Xíu không cần ơi, nó đẹp hơn á. Rồi tặng đi cả nhà ơi, xíu mình được tặng thì mình lên size nha mấy chị nha. Còn không thì mình bây giờ mình lên size cũng được. Em sẽ có hai size cho mình, size S và size M nha mấy chị nha. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. Xếp 3 món luôn mấy chị ơi. Tương tác bài viết lên, tặng nhanh dùng cho em rồi bấm tặng đi. Bấm tặng nhanh để like nha mấy chị nha. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm. Hôm nay rất rất là nhiều hàng luôn nha mấy chị nha.
Rồi tương tác lên đi cả nhà, tương tác lên nha mới chịu nha. Nó mở tặng rồi, lên số điện thoại cho em kèm số điện thoại dùng cho em, với lại hôm nay em sẽ có cho mình một cái mã áo xuất sắc lắm đó cả nhà. Nhưng mới chịu nha, cái gì đó. Rồi lên liền cho em mã tặng lên size SM luôn hiền. Khi nào được tặng thì lên size giùm em. Tặng nhanh đi em like. Hôm nay em có một cái mã, có mấy cái mã áo rất là đẹp luôn. Tặng cái gì kèm size S hoặc M là giúp em ạ. À. Rồi lên liền cho em mã tặng kèm size vô dùng cho em. À, size S, size M đều được, có hai size. Tặng size M cho Nghi, cho chị Nghi Hạnh đó. Tặng xe mờ cho chị Nghi Hạnh à. Ôi trời ơi, có cái set áo. Tôi đang chia sẻ lại thương tám với chú em đó chị ơi. Rồi em lên cái set này trước thì size L nè mấy chị. Chị nào mặc size L tranh thủ chốt liền ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên nha mấy chị nha. Rồi cái dùng cho em mã này là mã A1 đi. Đầu lai em tặng mấy chị luôn giá là 249.000 nha, size L dùng cho em. Hôm nay là hàng HA nha mấy chị nha, rất là xịn luôn á cả nhà. Nha mấy chị nha, cái size lô này là em để bán đầu năm, hàng xịn đó cả nhà thì. Nhưng mà thôi hôm nay em cắt luôn, bán chi ăn cho mấy chị luôn, không lãi 1.000 rồi luôn á. Nha mấy chị nha. Bạn nào đi lấy sỉ hàng HA cũng biết nha mấy chị nha. Và em đảm bảo mấy chị luôn, hàng HA mà các bạn đi lấy sỉ được này, các bạn ôm hàng sale chỉ là những cái hàng mà hàng kia thôi, nó không có mấy cái set dạ như thế này đâu nha mấy chị nha. Không hề có mấy cái set dạ mà xịn sò như thế này đâu cả nhà. Nha mấy chị nha. Hôm nay em muốn ôm được cho mình đấy, nha mấy chị nha. Duy nhất một set đầu like thôi. Rồi em qua hàng nha mấy chị nha. Size L, chị nào mà khách em mặc size L thì lên liền nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A1 size L dùng cho em tặng mấy chị luôn giá là 249.000. Lên liền cho em mã A1 size L dùng cho em, mấy chị nhìn cái hàng này. Trời ơi nó đẹp nhức nhối luôn đó mấy bà ơi, chưa bao giờ mà nhập được mấy cái hàng này mà like đâu nha, nói trước là nó rất là xịn luôn ấy. A1 có giúp em size L 249.000. Rồi lên liền cho em mã A2 size S dùng cho em một set. Rồi lên liền cho em mã A2 size S 249.000. A1 size L 249.000 Dương Hoài Ngọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A2 dùng cho em 100, áo lộn 249.000 thì bán cái hàng một ít nó quen với bà ơi, đọc nó quen miệng ấy. Nhưng thật sự hàng nó rất là đắt nha mấy chị nha, không có hàng rẻ đâu. Thật sự luôn, một cái set như thế này mình đi mua hàng 700-800.000 đó cả nhà. 700-800.000 ha. Rồi em có một cái mã áo 249 ngàn. Nè, tặng với bà. Ai lấy em 249 ngàn à? Chị Đặng Thị Vân ơi, đơn hàng Đặng Thị Vân, đơn hàng mình là cái lấy đúng không chị ơi? Chị bán chi ăn mấy chị cái con này đi, nguyên một set luôn nha. Rồi lên liền che mã dùng che mã A3 dùng che em tặng mấy chị 89 ngàn. Thầy luôn năn nỉ lắm mới được cái set này nha mấy chị nha. Năn nỉ lắm mới được cái set này để lấy nha mấy chị nha. Tại vì gu em là em hay mặc quần rinh đó cả nhà ơi, mặc cái áo này rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A3 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A3 dùng cho em. Chị ơi chị còn đơn hàng ghé lấy sớm chứ em rồi em chốt tiếp cho mình chị nhớ. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em 89 ngàn. Đầm em mang có like nha mấy chị nha. Đợi em một chút xíu. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em là nó sẽ có cho mình là một con áo bên trong nè. Một con áo bên trong ha, xong rồi kèm cho mình một con áo bên ngoài luôn. Và em nói cho mấy chị hàng đây là nó là theo cho mình nè. Theo nha mấy chị nha, và mấy chị nhìn cái nẹp cổ của nó nè. Hàng rất là xịn luôn á mấy chị, siêu siêu xịn luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em. Với giá là 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã A3 89 ngàn nha mấy chị nha. Lên nhanh nha mấy chị nha, nó chỉ được có vài con thôi. Cái này nó đúng được 5 con. A3 lấy 89 ngàn cho hàng hàng. Rồi duy nhất được 5 con nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, mấy chị nhìn cái chất nè. Nó không phải là chất vuông bình thường đâu. Đây mấy chị nhìn hàng dùng cho em nè, tan mát của nó nè. Nha mấy chị. A3 cho Nguyễn Thùy. Rồi lên liền cho em mã A3 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã A3 89 ngàn. A3 cho Nguyễn Thị Tính. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em. Cho gì đây? Hết mồi đó. Rồi em lên đầm em mang luôn nha, bán chi ăn cho mấy chị luôn. Hết à? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Váy em đang mang luôn nha mấy chị nha. Em có size S size M nha. Em bán tặng mấy chị luôn nghe giá dùng cho em 169 ngàn. Lên size dùm em. Rồi lên liền cho em mã A4 lên size dùm em. Em về cho mình chuẩn hàng lộ 1 luôn á nha mấy chị nha. Đời mãi có điểm này mới bán được cho mình cái con váy dạ này, hàng lộ 1 cho mấy chị giá là 169 ngàn. Mặt không bị ngứa nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Size S và size M dùng cho em 169 ngàn. Ở bao Nguyễn Phương Hàm. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em, mấy chị nhìn nè, cái chất dạ của nó nè, bling rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em. Ở bao Duy Nguyên. 169 ngàn.
lên dùng cho em ha, cứ dùng cho em, mã dùng cho em. Con này là của nó A3 Nam Minh, chữ theo nha, mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em. A3 Thẩm Dương. A4169SM cho Dương Hoài Ngọc. Lên liền cho em mã A4 lên size dùng cho. Ồ, đẹp quá cả nhà ơi, có 2 set nha. 2 set duy nhất nha, mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, nhận trước Tết hết cả nhà. A4M33 nha, 100% là hàng giao trước Tết nha, mới chịu nha. Vấn đề là mới chỉ có nhận hay không thôi nha, còn 100% là giao. A41S2M cho cô Hồng. Tại vì đã xác định đi đơn trước hay mua là chắc chắn nhận trước Tết nha, mới chịu nha. Ok. Chỉ có 1S2M đấy chứ. Em sẽ chỉ có sách trên đường lên chị. Rồi lên liền cho em mã. Đồng nữ đúng rồi. Rồi lên liền cho em mã A5 size M dùm chị. A5 size M nha cả nhà nha. A5 size M dùm chị. 239 ngàn, duy nhất được 2 set thôi. 239 dùm chị. A4S cho Như Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A5 size M nha, 239 ngàn, duy nhất được 2 set mấy bà ơi. 2 set nha, có cầu vai cho anh luôn. A4M cho Hoài Anh. HA Design dùng cho em. Lên liền cho em mã A5 size M dùng cho em. Em cảm ơn chị Hàng Hàng nha. Rồi lên liền cho em mã A5 size M. A4M cho chị Ngọc Hân. Chị nào ghé lấy thì chị nhờ. Chị cái cơ nghĩa là hàng hết chứ em á chị hả? Ôi, bán cái set kinh này. A4M hết rồi. A5 là 239. A5 mình cho em 239 ngàn à. Làm hãy mặc hết rồi mấy chị ơi. Trời ơi, bán chiều bì cho chị Nguyễn Thị đi khách cũ không ơi. Mà tóc thôi cho nó hồng được. Đẹp chưa? Thì cái set này là phải chốt liền nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A mấy. A6 dùng cho em đi cả nhà ơi, 149 ngàn, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn nha, mới chịu nha. 149 ngàn dùng cho em. Thấy hương hồ à. Cái phai mà. Rồi lên liền cho em. Con này cho mấy chị nào mà 60kg đổ lại men ok dùng cho em nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A. A6 dùng cho em. Đẹp quá luôn ấy. Áo rồi thích nha. Lên liền cho em mã A6 dùng cho em đi cả nhà. A6 nha, 60kg đổ lại men ok dùng cho em. 149 ngàn dùng cho em. 149 ngàn. Rồi nó đẹp. A6 Hồ Phương. Cái này là vải rinh nha, mới chịu nha. Vải rinh dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A6. Chốt liền cho em mã A6 dùng cho em 149 ngàn. Lên liền cho em mã A6 Mỹ Việt. Lên liền cho em mã A6 dùng cho em 149 ngàn. A6 Trầm Tiết Trầm. A6 nha, mới tình yêu nha. A6 Nguyên Phan. A6 đi cả nhà ơi. Lên mã A6 cho em 149 ngàn ạ. A6 Thế Duyên 149 mấy chị hả? 149 ngàn mấy chị, quá trời rẻ luôn á. A6 Chi Kim. Rồi con này em có cho mình được A6 Nguyễn Thùy. Rồi con này em có cho mình được 3 set size M. Wow. Cái này cái gì vậy rồi? À, Khoa Hồng chốt không nè. Bữa hôm trước hỏi chị còn hay không đúng không? Cái này chị mới vừa về. A7 dùng chứ. A7 size M dùng chứ. Lên liền cho em mà A7 size M nha mấy triệu nha. A7 size M 169 ngàn. 3 set duy nhất, set 34 luôn. Hãy góp hình cho mình rồi. Rất là đẹp luôn. Hàng NT Glow set mấy chị cứ yên tâm nha mấy triệu nha. Bao mấy chị bán sốt luôn. Người ta bán sốt, người ta đi nhập giá là trên 300 đó nha mấy triệu nha. Trên 300 nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A7 dùng cho em. A7 size M 169 ngàn. Set 34 nha mấy triệu nha, là nó sẽ kèm cho mình một con chân váy nè. A6 Nguyễn Thùy. Một con áo vest nè cả nhà, xong rồi kèm cho mình một con áo sơ mi bên trong. A6 Nga Ruby. Quá là xuất sắc luôn cả nhà, nhưng mà có 3 set thôi nha mấy triệu nha. 3 set duy nhất mấy triệu ơi, giá là 169 ngàn. Trời ơi nó đẹp chưa không? A6 Ngọc Bảo Trân. A6 mấy chị ơi, A6 dùng cho em. A7 hả? Quên lộn, A7 mấy chị ơi, em nhầm. Rồi lên liền cho em mà A7 dùng cho em 169 ngàn, em nhầm nha. Set vest là set 34 em cầm là 170. A6 là set riêng mấy chị ạ. A6 là 149 cho Hoa Nguyễn. Cái này là A7 nha. Lên liền cho em mà A7 em nhầm. Rồi lên liền cho em mà A7 dùng cho em là mấy chị. Set 34 có 3 set thôi mấy chị ạ. A7
A7 là 169 ngàn. A7 Kim Gia Linh, A7 Hoàng Ruby. Lấy liền cho em ạ, A7 dùng chị. A6 Hồ Phương nữa rồi ạ. Chị Kim Quý ơi, đơn hàng mình biết gì rồi chị hả? A7 qua hồng hết mã A7 luôn ạ. Được này, chị nào mặc size L chúng mắm lắm luôn á. Thì mấy chị 249 ngàn size L này. A mấy? A6 dùng, A8 dùng chị. Lên liền cho em ạ, A8 size L này cả nhà. Đẹp về. Trời ơi, đi mua mấy cái này 700-800 ngàn không mấy chị ơi. Hàng của HA nha, hàng của Lan Lan cả nhà. Lan Lan dùng cho em, size L dùng cho em. Lên liền cho em mã A8 dùng cho em. Là mình lấy mã A3 89 ngàn à, chị Kim ra lên đây. Lấy mã A8 cho em ạ. Đồ đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã A9 dùng cho em nè. A9 size L luôn cả nhà ơi. Ôi, chị Thủy vừa cái set này chốt đi chị Thủy. 249 ngàn nè, A mấy? A9 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã A9 dùng cho em. Trời ơi, nó đẹp quá cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã A9 dùng cho em. Ok thì Kim cho lên nè. Xuất sắc luôn thế nào ơi. Lên liền cho em mã A9 dùng cho em, 249 ngàn. Còn tốt nữa là 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em, 242 49 cho Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em nè. A10 size M dùng cho em, đẹp quá cả nhà ơi. Thiệt mấy chị nhận cái hàng này về đi, mấy chị mang nó sướng lắm cả nhà nha. Em cũng hay đi mua những cái nhà này lắm cả nhà ơi. Mà toàn hàng 700-800 ngàn là em đi mua là ở trong nhóm sỉ đó cả nhà. Trong nhóm sỉ của người ta đó cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh. A10 dùng cho em. A10 size M nha cả nhà nha. A10 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã A10 size M. A10 size M dùng cho em đi cả nhà. Bán hết mặt hết rồi, gì nhung đoàn không có sơ lộ à. Lên liền cho em mã A10 size M dùng cho em, giá là 249 ngàn dùng cho em. A10 lý do 249 ngàn. A8 giống chú Dương Hồi Ngọc là gì hả? Con này lúc nãy đi tìm size S mặt này không có. Siêu phẩm nè mấy chị. S M. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A10. A11 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A11 lên size dùng em, size S size M dùng cho em. Có 100 mấy mấy chị, 169 ngàn. Lên liền cho em, chị Minh Châu ơi, nhà em chốt xong rồi chị. Nhưng mà xin em gửi bill cho mình ha. Kết thúc like em gửi bill cho mấy chị nha, mấy chị ưu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A10. A11 dùng cho em. Lên liền cho em mã A11 mình kèm size vô dùng cho em. Em có cho mình size S và size M 169 ngàn dùng cho em. Chất này mấy chị nè, chất siêu siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi nha. Mấy chị nhìn cái chất dùng cho em đi. Cái chất ren này mấy chị đi mua hàng là 4-500 nha mấy chị ơi nha. 4-500 á. Và cái tay của nó rất là đẹp luôn. Tay đẹp lắm nha mấy chị. Nó liền cho em A11 169 ngàn dùng cho em. Có mốt ngực cho mình luôn. Có mốt ngực nha mấy chị ơi nha. Cái chất ren của nó rất là đẹp mấy chị ơi. Cái ren của nó xịn cực kỳ luôn á. Đây mấy chị nè. Cái ren của nó nha mấy chị ơi. A11 siêu siêu đẹp luôn. Siêu mịn luôn á cả nhà ơi. A11 em chỉ còn size M mới giả hết em nè. Rồi A11 này em có M thôi. A11 cả nhà ơi chứ không phải là A14. Lên size dùng cho em cho đúng nha mấy chị nha. Lên đúng mã đi cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A10. A11 dùng cho em. Lên liền cho em mã A11 lên size size M nha. Em còn size M thôi. Trời nó xuất sắc lắm luôn á cả nhà ơi. Cái vải của nó đẹp lắm. 169 ngàn để mua. A11 M Hoa Nguyễn. Lên liền cho em mã dùng cho em A11 lên size 11 M Nguyễn Trâm. 169 ngàn. Quá trời rẻ, quá trời đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em đi cả nhà ơi. 89 ngàn. Lên liền cho em mã 12 89 ngàn. Là cái con này nó sẽ có cho mình là một con áo bên trong như thế này. Và nó kèm con áo bên ngoài. Mấy chị về mấy chị mặc quần jean cho em ha. Rất là chơi luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Chắc xịn sò lắm. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em. 89 ngàn dùng cho em. Một con áo bên trong cho mình, xong nó sẽ có kèm cho mình một con áo bên ngoài luôn nha mấy chị nha. Và mấy chị nhìn cái chất vải của nó nè. Chất vải rất là xịn ha, và cái này luôn nó sẽ là theo cho mình. Theo nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em với giá là 89 ngàn. 89 ngàn nha, set áo 24 dùng cho em. Này mấy chị theo cho Hải luôn nha mấy chị nha. Hàng của nó là hàng Quảng Châu á. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 12 dùng cho em. 12 anh Lê 540. Lên liền cho em mã 12. 12 cho Bùi Hương. Rồi lên liền cho em mã 13 size L 249 ngàn. Lên mã 12 89 ngàn là giúp em anh Lê có rồi ạ. Con này xanh nó không có size. 12 Phương Thảo, 12 cho Hiền Lê 490. Đẹp quá luôn ấy. 12 lên giúp em 89 ngàn cùng một set mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 size L dùng cho em 249 ngàn. Một set thôi.
13 xếp đề với em 249.000 ạ. À. Lên liền cho em mã 13 lên size dùm em size L nha, 13 size L màu đen dùm cho em có size một con duy nhất. Chị nào lúc nãy không chốt được cái mã kia lấy dùm cho em. 13 với em 249.000 ạ. À. Con thôi cả nhà ơi, không có con thứ hai tại vì hàng này khó ôm sale lắm mấy chị. Cái này chị thấy lấy con này nè. Rồi lên liền cho em mã 14 dùm cho em. 14 lên size SM dùng cho em. 13 thu xương hồ 249. Rồi lên liền cho em mã 14 lên size dùng em. Size S và size M dùng cho em. Giá là 179.000 dùng cho em. Đây nè chị hãy lấy cái con này nè chị nè. Rồi lên liền cho em mã 14 cho em. Mã 14 lên size dùng em. Size S và size M dùng cho em. Hẹn 179.000. Kèm size vô cả nhà ơi. Không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn. Em nói thật luôn á. Cái lô này tâm đắc lắm nha mấy chị hiểu nha. Tâm đắc lắm mới để bán khai xung đó cả nhà ơi. SM dương hồi ngọc mã 14. Nhưng mà phải cắt ra like nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 14 S cho Mỹ nè. Kèm size vô cho em. Size S và size M dùng cho em. 14 SM lên kim. SM dùng cho em. Con này mà ủi ra nữa thì thôi luôn. Xuất sắc luôn. M14 cái gì kèm size SM lên cho em. 14M cho chị Dương Ngọc Yến Như. Rồi lên liền cho mã đi cả nhà. 14 M Nguyễn Thủy. Mười bốn cái gì kèm size SM lấy giúp em ạ. Mười bốn thêm SM cho Dương Hoài Ngọc. Rồi lên liền cho em mã. Trời ơi cái này là gu của Khoa Hồng nè, chốt liền nha em nha. Nhanh cho điểm 14 hết cho Mimi đặng hết mã 14 á. Hàng này là hàng NT Glo Set nha mấy bà. 169.000 lên size SM. Lên liền cho em mã 15169 kèm size vô dùm cho em. Lên liền cho em mã 15 lên size dùm em. Size S và size M dùm cho em. 169.000 kèm size vô nãy em thấy có size L luôn đó. L nữa đúng không? Rồi cái này em có size S, size M, size L luôn mấy chị. SML luôn nha. Lên liền cho em mã 15 lên size SML. Cứ tạm thời bấm size SML luôn. Hiện tại là không biết có size gì. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Size 34 luôn cả nhà. SML luôn. Trời ơi chị nào mặc size L lên liền đi cả nhà. Lên liền nha mấy chị yêu nha. Màu đen là mấy bà size L bà phải lấy ngay mà luôn cho em mã nha. SL luôn à, không có mờ à. SL thôi mấy bà ơi. SL nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền 15 kèm size SL 169 ạ. 15 kèm size vô cho hãy đi cả nhà. Size S với size L dùng em. S cho chị Mimi đặng. Hàng NT Glo Set dùng cho em. S và L thôi Khoa Hồng ơi. Nên là em lấy S em lấy máy set. 15 em chỉ có S và L thôi. Rồi lên liền lên lại giúp em. 15. Là chốt cho Khoa Hồng mà 2S 1L ha. Xin hỏi. Lên liền cho em mã 15 lên size dùm em. Size S với size L. Alo. Cái này hả? 15 kèm sao lý em Vũ Thị Ngọc bất CL. Rồi cái nhà này là em nhập được hàng Quảng Châu luôn nha các bạn nha. Đây nè. Cái set này. 15 set cho Lê Thị Mỹ Duyên. Rồi lên liền cho em mã 16. Bảo gì? Trâm cái mới mã kèm sơn thoại lên cho em ạ. Nhìn cái chất Quảng Châu nó khác hả? Bảo cái Trâm cái mới mã kèm sơn thoại lên cho em gì nào? Rồi lên liền cho em mã 16. Wow. 16 149.000 lên size SM. Ê, cái chất hàng này nó khác được chứ này đẹp về. Cái màu rinh của nó cũng đẹp nữa mấy chị. Chứ không phải là mấy cái màu mà quê quê như những cái hàng lên đâu nha. Hàng lên là nó lên cái màu nó sẽ xanh hơn. 15 em đi còn xe thôi mấy chị ạ. Bạn trong cái mới mã làm sơn đợi giúp em. Rồi lên liền cho em mã 16 lên 15 size. 15 em cho Lê Bảo Trinh. Rồi lên liền cho em mã 16 cảm ơn. Rồi lên liền cho em mã 16 lên size dùm em. Size S và size M dùng cho em 149.000. Trời ơi. Đẹp xuất sắc luôn quá cả nhà ơi. Nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 lên size dùm cho em. Size S và size M dùng cho em quá đẹp luôn. 149.000. 16 S cho Mimi đặng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 16 nha mới chịu nha. 16 M của Thiên Ngọc Bích. Giờ cái ôm được hàng sale chủng hàng Quảng Châu luôn chắc mê luôn á. 15S lúc nãy 169 thôi Bảo Trâm. Này cái áo dài nữa này ghê luôn á trời. Trời ơi. Đẹp khủng khiếp luôn á. Chỉ cho chị một cái size S nha. Dù là chị một cái size S áo dài.
16 màu hồng em khoan. Em hôm nay cọc nơ đó chị, em cọc cái nơ lên cho nó không đẹp bao giờ. Sao gì em? Rồi lên liền cho em mã 17 size S dùng cho em 249 ngàn. 16 màu hồng cho Nguyễn Thùy. Mấy chị ơi cái áo dài này là hàng vài trăm nha, hàng phải là 7-800. 16 S cho hàng nha, 7-800 nha, mấy triệu nha, nhưng mà nó chỉ có được có 5 set size S thôi. Lên liền 16 màu Quân Quỳnh. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em. Ủa nó đẹp thiệt luôn á cả nhà ơi. 15 S thì Lê Bảo Trinh có rồi à. 16 Hiền Lê lên size giúp em, 16 M Loan Mi. Nó được có 5 con đó cả nhà ơi, thật sự là không có nhiều nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã 17 249 ngàn, mà đẹp quá. Em xin phép xí một con. 16 S cho Hiền Lê. Nghe em xí một con ngay và luôn nha mấy triệu nha. Quá đẹp luôn. 16 S cho Dương Hoài Ngọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho 16 S đang đang. Em được 5 set con, dục lại cho chị một set đi. 16 S cho Hoài Anh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 16 S cho Hồng Yến. Hàng hàng có rồi ạ. 16 S cho Thu Ngân. Con này lúc nãy là tặng cho khách là màu này. 17 17 là S 249 ngàn. 17 S 249 cho Mimi Đặng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 18 SM dùng cho em, 18 SM nha cả nhà nha. 17 Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã 18 kèm size 17 Dương Hoài Ngọc. 18 em sẽ có cho mình là size S và size M cả nhà. S và M nha cả nhà nha. 17 Sơn Sơn. 169 ngàn. Lên liền cho em mã 17 lên size dùng 18. À 18 lên size. 18 kèm size vô dùng cho em. 17 Thu Phương Đoàn 249. Rồi lên liền cho em mã 18 lên size SM dùng cho em 169 ngàn. Set 34 dùng cho em. Set 34 nha mấy triệu nha. Set 34 dùng cho em, NT và lô set dùng cho em. 18 S cho Mimi Đặng 169. Không mấy chị ơi. Bữa nay là lên hàng mới nha mấy triệu nha. Tri ân mấy chị cuối năm này ngày mai nữa nha mấy triệu nha. Ngày mai nữa. Ngày mốt đi đơn cho mình nè. Tại việc hàng cho chị cái set dạng NT và lô set. 18 S còn hả? Đi lên 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 lên. 18 S cho Trần Diễm. Mười tám mở mở lên đi. Khách mới gì trong mã kèm số nợ lên với em đấy chị nhở. 18 mở liệu em liệu Nguyễn. Rồi siêu phẩm dùng cho em rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 SM dùng cho em. 18 em chỉ còn xây 18 em còn 1 S 1 M chờ lấy cái liền với em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 19 dùng cho em nè. Size S size M dùng cho em. Mấy chị ơi hàng này nhà nó làm đắt lắm mấy chị. Nhưng mà cái mẫu này 18 M của chị Ngọc Bích. Cái mẫu này em ôm được sale thì em bán giá chi ăn cho mình nha mấy chị nha, giá siêu rẻ luôn á. Lên liền cho em. Đơn đi hết rồi chị Lan Phương. Rồi lên liền cho em mã 19 kèm size vô dùng cho em có cho mình size S và size M nha, 179 ngàn dùng cho em, 179 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 lên chị size. Chị Thu Ngân có mã 16 thôi à. Mấy chị nhìn dùng cho em cái hoa này, thật sự luôn nó rất là đẹp nha mấy chị nha, đẹp lắm luôn á. Rồi lên liền cho em mã 19 kèm size vô dùng cho em, size S và size M dùng cho em, 179 ngàn dùng cho em. 179 nha mấy triệu nha, 179 18 ngàn. 18 S cho Ngọc Trinh 169. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, lên liền cho em mã 19 kèm size vô cả nhà. 19 lên 19 size. 19 M cho bỏ thêm tới 179. 19 mình kèm size vô dùng cho em với size S và size M dùng cho em. 19 ngàn size SM là cho em 179 à, 19 SM là Nguyễn Thủy 179. Cái gì cũng có hết trơn mấy chị ơi, trời nha. Tự nhiên cuối năm cái ôm là cái sách dạ này. Mấy chị ơi, bữa trước vô rồi. Chị Nguyễn Thủy ơi, mã 19 em hết SM, em chỉ có một con SM thôi. Không phải không? Đúng rồi. Không. 19 em chỉ còn SM thôi. Còn lên liền cho em mã dùng cho em nè. 19 chỉ còn SM thôi mấy chị nhở. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em. 19 S cho Mỹ Hiệp. 169 ngàn lên size SM dùng cho em mã 20. Cái này em ôm được sale đó cả nhà nha. Vừa rồi em ôm NT của lô set mà em báo cho em cái set này nó kêu là nó đang xỉ hàng 400 không thể nào hết cả nhà. Hôm nay thì lại ôm được sale cho mình 169. 19 mình chỉ còn sale thôi gì nhỉ? 169 lên size SM dùng cho em. Lên liền cho em mã 20 kèm size vô dùng cho em. Size S và size M dùng cho em 169 ngàn. Nhưng mới chịu nha. NT của lô set đó cả nhà. Cái tag này là tag mới của nhà NT của lô set đây. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 lên size dùng em. Nhưng mới chịu nha. Nhưng mà được chỉ có được có 7 set thôi, không có nhiều nha. 7 set thôi mấy chị.
vào lấy thì chút liền cho em. Hàng nó đẹp lắm luôn á cả nhà, xuất sắc luôn á. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 kèm size vô dùng cho em. Em có cho mình size S và em có cho mình size M. Em la giá có 169.000 à cả nhà, bao giá luôn. Mấy chị có được một con áo khoác xịn luôn nè. Mấy chị nhìn cái chất dạ của nó nè. Cái chất dạ của nó, cái dạ của nó rất là dài nhưng mấy chị ơi, nó rất là đẹp luôn chứ không phải là như cái áo dạ mỏng đâu nha mấy chị ơi nha. 20 S M cho không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em có cầu vai hai lớp cho mình luôn. Lên size dùm em. Size S và size M dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 lên size. 20 kèm size nha mấy chị nha, size S và size M dùng cho em. 20 S cho Kim Thúy 169. Rồi lên liền cho em mã 20 kèm size. Rồi cái này nó có cái bao qua. Cái bao sách đó. 20 lên chỉ có size M, còn size M thôi. Cái đùm bao sách đó chị. Chị ghi cho chị. 20 lên chỉ có size M, chị trả hết đến rồi. 20 lên chỉ có hồng 1M hả? Rồi em lên cho không mình. Không có vẫn nữa thôi. Dục hàng nó vô đây chị em, dục hàng nó ăn. 20 bên chỉ còn xe M, còn 69 rồi, hết đấy rồi. Còn mã 19 bên chỉ còn xe S, tôi hết M cái gì hả? Rồi hôm nay về được một con áo manto hàng xịn xịn ơi là xịn luôn. Đẹp chưa mấy chị? Nha, tôi có kèm cái đai. Ở cái dáng này 20 M liệu nguyện 169. Người người với hàng. Giống như nó vừa người mấy chị, nó không phải là như rộng như hàng kia nha mấy chị nha. Vừa người đẹp lắm. Cái này mua không? Mấy chị mua một cái để dành ở trong tủ đi cả nhà. Mua về mặc đi Đà Lạt này kia. Trời ơi đẹp ghê luôn ấy. Đẹp ghê. Xong rồi có cái dây nữa mấy chị. Nó sẽ kèm cho mình một cái dây đai nữa nha mấy chị nha. Mã 21. Con này mấy chị mặc cho em 55kg đổ lại. Đây mấy chị em có size S. Nhưng mà phone này mấy chị nào mà tầm khoảng size S size M là mang vô đó cả nhà. S mình mang nó đẹp lắm. M mình mang nó khít vô nó đẹp. Ôi là đẹp luôn. Nha mấy chị nha. Like cho mấy chị luôn. Hôm nay tặng nha mấy chị nha. Giá là 200 mà giảm mã mấy. Lên liền cho em mã 21 dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 nha cả nhà nha. Tặng mấy chị luôn giá là 269.000. 269 nha mấy chị nha. Chị nào ưu lấy thì chốt liền cho em. À cái này nó sẽ có cái móc khóa. À em biết rồi. Đây sao mình móc vô đây nè cả nhà. Nha mấy chị nha. Theo mình tới đâu thì mình móc vô. Nha mấy chị nha. 21 lên liền 269.000 à. Lên liền cho em mã 21 dùng cho em. 269.000 em có duy nhất hai con thôi. Cái con này nó giống cái hãng mà bữa trước thì mới vừa like cái manto nặng này. 21 Xuân Quỳnh. Nó giống cái hãng mà bữa trước em có like cho mình 249.000 cái áo manto dáng ngắn á cả nhà. Nha mấy chịu nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em xinh quá trời luôn. 21 cho em 269.000 có hai con nhất rồi. Hai con thôi bà ơi, đâu mà ráng mà nhiều. Màu này cũng có một, màu này có một. 21 cho chị Thu Ngân. Phải không? Này có hai cục với em Vinh Vinh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 22 dùng cho em. Lên liền cho em mã 22 nè mấy chị này. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em thiệt luôn quá nè. Thiếp thiệt luôn quá. Lên liền cho em mã 22 coi sai một chị. Rồi lên liền cho em mã 22. Trời ơi. Cái nó đẹp thiệt. Nhìn vô là biết phải là VIP nha mấy chị nha. Phải rồi là hàng VIP nha mấy chị nha. Đây nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 22 dùng cho em. Phát kèm cho mình cái đai nữa nha, cho chị mượn cái bọc đó đi. Đây này mấy chị ơi, em về hàng Quảng Châu rồi nó cho em cái bọc như thế này nè. Nên là em sẽ bỏ riêng vô từng cái cho mình nha mấy chị nha. Đây nè. Ủa bịch nó sẽ có cái đai như thế này cho mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hai chị bỏ vô cái túi rồi ha. Rồi lên liền cho em mã 22 chút đi. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em. Lên liền cho em mã 22 dùng cho em. Quá trời rẻ luôn. Hai hai lấy em 269.000 đi ạ. Lên liền cho em mã 22 đi cả nhà ơi. 22 cho Quân Quỳnh. 22 lấy cho em 269.000 cái gì hả? Rồi lên liền cho em mã 20. 23 dùm cho em. 249.000. Lên size dùm em có M và L. Cái 22 cho hàng hàng. Chứ Hoàng Ngọc thì để cho em một cái này à. Một F với một M rồi nha. Nên là có cái chốt nữa. Rồi lên liền cho em mã mấy anh? 23 lên size M và size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 23 kèm size vô cho em. Size M và size L. Không chị cho em SM rồi em. Rồi lên liền chị nào lấy mặt size L lấy con này liền đi cả nhà. 249.000. Rồi lên liền cho em mã 23 lên size dùm em. Nhưng mấy chị yêu nha. Này mấy chị nhìn cái con máy 23 ML cho Dương Hoài Ngọc. Không mà Dương Hoài Ngọc em có để rồi. À
Dương Hoàng Ngọc có rồi, Dương Hoàng Ngọc không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 23 cái gì kèm size ML. Kèm size ML dùng cho em. 23 M Mimi đặng. Lên liền cho em mã 23. Trời ơi, test mắt tuyệt rồi. Chắc xỉu quá bé ơi. Vô của mình rồi. Đó. 23 M cho hàng Ruby. Trời ơi. 20. 24 dùng cho em. Em 23L cho chị Hà Thanh. Rồi lên liền cho em mã 24 size S dùng cho em đi cả nhà, 249.000. Trời ơi. Chị Nguyễn Phan ơi, chọn thêm thì cọp giúp em chị nha, cọp giúp em 100.000 mà tài khoản đi rồi chốt tiếp ạ. Rồi lên liền cho em mã 24. Trời ơi, xỉu. Rồi lên liền cho em mã 24 dùng cho em nè. Có. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 24 lên size S dùng cho em nha. Trời ơi, xỉu nha. Đây nè. Đi luôn nha. Lên liền cho em mã 24 mấy chị. 24 lên cho em ạ. 24 là 249.000. Có áo dài mấy chị đợi khoai nha. Đợi em xíu tại vì có nhiều lắm cả nhà. Đợi em một chút nè. Rồi lên liền cho em mã 20. 25 dùng cho em nè. 25 dùng cho em nha cả nhà nha. 24 Nguyên Phan. Chị Nguyên Phan ơi, cọp đi rồi em chốt tiếp cho mình chị hả? Em chốt cho mình được chuyện đó cho chị hả? 24 Mimi đặng. Mấy chị ơi, mặc cái con này là đảm bảo người ta tưởng là mình mua tiền triệu luôn. 24 Dương Hoài Ngọc. Nha. Người ta tưởng mình mua tiền triệu luôn ấy. Thì lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 25 dùng cho em đi cả nhà. 269.000. Ok, Dương Quỳnh ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em. Chắc của nó đẹp lắm cả nhà ơi. 25 cho Vũ Thị Ngọc Bích 269.000. 269.000. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em. Xong mà nó quyết lắm luôn á cả nhà ơi. 25 Vương Thi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 25 dùng cho em. 25 đi cả nhà. 25 cho em 269.000. Lên liền cho em mã 25. Lên mã 25 cho em còn 2 cô 269.000. Bây giờ Phương Thi có rồi. 25 Thu Thảo Nguyễn. Lên mã 25 với em còn một con cuối cùng 269.000 cái gì hả? Rồi lên liền cho em mã 26 mấy chị kèm size vô dùm cho em nè. Size S, size M 249.000 dùm cho em. Cái này là này nó xịn nó cả nhà ơi, nó quá VIP luôn á. Cái chân váy của nó nha mấy chị ơi nha, nó cũng đỉnh nữa. 26 lên size dùm em, size S và size M dùm cho em 249.000. Rồi lên liền cho em. Trời ơi, nhìn vô cái nó sang. Ôi là sang luôn các bạn ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 26 lên size dùm em, size F và size M dùng cho em. 249.000 nhưng mà nó đáng tiền lắm cả nhà ơi nha. Nó rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Có nhiều bạn ưng mua hàng xịn ấy. Chị Phương Thi em bấm lại địa chỉ giúp em. Ở đây nó sẽ có cầu vai cho mình luôn. Ôi nó đẹp chưa mấy chị nè. Nút này mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 26 mấy chị lên size 26 vô ngồi ngọt size M 26 mình kèm size vô dùng cho em thì em có cho mình size S và size M 249.000 nhưng mà nó xuất sắc. Chị Nguyễn Phan ơi, chị cọp liền nữa rồi em giữ chị nha. 26 size M chẳng đi. Nó xuất sắc lắm cả nhà ơi nha. Vì mấy chị cứ cầm hàng lên tay đi. Bao đẹp bao phê luôn ấy. Thích lắm nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã đi cả nhà. Đẹp cũng khiếp luôn ấy. Chị lên mã 26 kèm size cho em ạ. Lên liền cho em mã 26 đi cả nhà. 26 thêm S cho vô ngoài ngọt. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 26 em chỉ còn xe hết thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ớt gì hả? Rồi lên liền cho em mã 27. 26 S cho Thảo Tây. Rồi lên liền cho em mã 27 áo dài dùng cho em. Kèm size SM dùng cho em. 249.000 dùng cho em. Áo dài hàng HA này nó đẹp nha. Nói chung là mấy chị ơi, với cái giá này nha mấy chị ơi nha, nó sẽ đẹp gấp đôi hàng của hàng Miên, hàng Bôn nha mấy chị ơi nha. Tại vì cái con này là hàng này HA nó sẽ là cái tầm cao mới nha mấy chị ơi nha, chứ không phải là cái tầm trung đâu. Hàng Miên, hàng Bôn nó tầm trung thôi nha mấy chị ơi nha. Còn hàng này những bạn hot girl người ta like mấy chị ơi nha. Có những bạn sỉ đã vô đã là hàng 500-600 rồi thì mấy chị thừa biết là giá lẻ là bao nhiêu nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20.
27 dùng chị. Nhưng mới chịu nha. Lo liền cho em mà 27. Với cái giá này em like mấy chị chưa chắc mình mua được hàng miên hàng bông luôn. Nó là hàng HA này nha, mới chịu nha. Nó đẹp lắm luôn á. 27M cho chị. Lo liền cho em mà 27 lên size SM. Phan Thị Thanh Dung. Nhưng mà hàng nó ít lắm. 27 lên chỉ còn S thôi. Hàng nó ít lắm luôn á. Nhưng mới chịu nha. Siêu siêu ít luôn. 27 chỉ còn S thôi mấy chị à, hết M rồi. Rồi lo liền cho em mà dùng cho em. 20 26 28. Em có cho mình size M nha mấy chị ơi nha. Đây nè. 27 chứ còn size đó mấy chị nhỉ? Cũng khiếp thiệt luôn á. Trời ơi biết nó là sao ta. Nha, nó sẽ tặng kèm cho mình ba tan đá này, size M nha mấy chị ơi nha. 249.000 rồi. Rồi lên liền cho em 28. Hết rồi chị Nguyễn Thủy ơi. Lên liền cho em 28. 27 cho đoàn Mỹ Quốc. Biết nói sao luôn, bán cái giá này luôn mấy chị. Nhiều lúc em đi cầm em mua hàng 8-900 ngàn cả nhà. Kèm cho mình ba cái tan đá như thế này nha. Lên liền 27 M còn một con cho ăn ruby. Rồi lên liền cho em 28 sang M dùng cho em nha mấy chị nha. 249 ngàn, nó đẹp quá cả nhà ơi, nó thiệt luôn á. Nó đẹp cũng kiếp chua kẻ mà gắn thêm mấy cái tan đá này vô nữa, cái đầm nó sáng lên, nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em 28. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 28 dùng cho em. Hai tám hai con cho chưa rồi 349 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 29 dùng cho em luôn. Lên liền cho em mã 29 nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 29 size M luôn. 29 này em coi cái gì. 29 này có size M và size L luôn cả nhà. Ôi quá đỉnh nha. Đó chị nào mặc size L này mấy chị nè. Lên liền cho em mã 20 29. Em có cho mình size M và size L luôn. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 29 lên size dùm em. 29 kèm size M và L á. Nha mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã 29 lên size dùm em. M, L màu kem dùm cho em. Màu kem nha mấy chị hiểu nha. Đây nè. Lên liền cho em mã 29 lên size ML. 29 size ML vô ngoài ngọc 249 ngàn. Không có chị Phan Thị Thanh Dung, chị chỉ có mã 27 thôi. Đẹp chưa? Wow. 29 bên chỉ còn một con CL mấy chị nhá. Ô tính ra con này. Con này có một con. Ủa, này có một con đâu mấy chị ơi. 20 30 dùng cho em nè. 30 size L dùng cho em. 249 ngàn. Một con đâu cả nhà ơi. Một con nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em. 20, 29, 28 em còn. Ở lần 29 em còn size L cả nhà. Nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em. Lên liền cho em mã 30 size L dùng cho em. 30 size L nha mấy chị ơi nha. Một con đầm dạ dùng cho em. Một con đầm dạ nha mấy chị ơi nha. Chốt liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 30 31 size 30 size L cho Diễm Ly 249. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 31 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 size S 249 ngàn dùng cho em. Em cũng là hàng nhưng mà hàng này nó cao cấp, nhìn nó khác hẳn cái đầm luôn á. Nhìn cái đầm nó nặng mà nó đẹp lắm cả nhà ơi. Cái chất dạ của nó nè nha, chứ không phải là cái chất vải bố đâu cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 size S nha mấy chị ơi nha. 249 ngàn dùng cho em. Nhìn cái cổ đá của nó nè mấy chị. Hàng HA dùng cho em hàng. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 31 dùng cho em. Không có Nguyễn Duyên. Rồi lên liền cho em mã 31 size S đi cả nhà. 249 ngàn dùng cho em. Chất rất là mê nha mấy chị ơi nha. Xịn lắm. Bà nào mà chưa sắm Tết thì chốt liền đi cả nhà. Chốt ngay và luôn nha mấy chị ơi nha. 31 lên size dùng em. Trời bữa nay có size L mà sao mà không chốt size L à. Chốt size L à cả nhà ơi. Sao cái đó size gì. Rồi lên liền cho em mã 32 lên size dùng em. Size S size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 32 kèm size S M dùng cho em. Nhìn sao dạ mặt lên nó tiền của cái chân quá nó sang mà nó đẹp quá trời luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 32 kèm size vô dùng cho em. Size S và size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 32 kèm size vô dùng cho em.
32 lên size nha mấy chị nha, size F và size M dùng cho em, cái chất dạ của nó nặng tay lắm cả nhà, nó sẽ có cầu vai cho mình. Và mấy chị nhìn chất dùng cho Hải đi. Chất rất là đẹp nha mấy chị nha, từng cái nút của nó luôn. Xem like chấm bài tương tái dùng cho em. Hết rồi thì Nguyên Di ơi. Xem like chấm bài tương tái dùng cho em nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 32 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 32 kèm size vô dùng cho em. Em có cho mình size F và em có cho mình size M nha. 249.000 dùng cho em. Duy nhất được 3 kèm size M lên cho em 249.000. Kèm size vô đi cả nhà. Kèm size vô dùng cho Hải quá. Cái màu này like cho. 32 lên size đi cả nhà ơi. Trời em có cái đầm giả đó xây lỡ và hôm trước em tiếp thiệt luôn á Hiền. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em 89.000. 3 size M nhung trần thì hồng. Rồi lên liền cho em mã 33 89.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em này, hôm nay hàng xịn lắm luôn á. Bà nào mà thích hàng xịn thì nhớ xem cái like này nha mới chịu nha. Bà hàng xịn sò không? 3 size M 33. Rồi lên liền cho em mã 33 con áo xếp 2 muốn dùng cho em giá là 89.000. Lên liền cho em mã 33 dùng cho em 89.000. Lên liền cho em mã 32 xe mở kem đi boy. Rồi lên liền cho em mã 33 89.000 dùng cho em. 32 lên cái đoạn dế rồi. Xong rồi kèm cho mình là một con áo bên trong luôn. Con áo bên trong nhìn hàng là một mấy chị ơi. Nhìn không nó khác hẳn luôn không mấy chị ơi nha. Kèm cho mình một con này. Một con áo bên ngoài. Cái này là chữ theo. 33 Hà My. Chữ theo nha cả nhà nha. 33 dùng cho em 89.000. 33 Ba Thị Thanh Dung. Áo dài đúng một con. 33 Thoa Trần. Đúng một cái con này. 33 Chục Nhí. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em size gì. 33 Nga Võ. Rồi size M này mấy chị 30. 34 size S size M dùng cho em. Chị cũng nhìn cái áo dài. Ok này. Cami Boy 33 Yến Trần. Mà hàng nó xịn nhìn nó khác lắm. Chắc chắn mấy chị luôn, nó xịn hơn những cái bạn mà bán hàng lên luôn á. 33 Nguyễn Thùy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 34 em có cho mình size S size M nha mấy chị nha. Con này mình mặc mình không có sợ mà kiểu 33 Châu Ngọc 505. Nói chị ngay từ đây nó sẽ không có cho mình chuông như thế này đâu nha mấy chị nha. Con này nó làm lên đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 34 size S và size M dùng cho em. Áo dài ren hot ôi là hot luôn cả nhà. Lên liền cho em mã 34, em có cho mình size F và em có cho mình size M. 34 kèm size S M dùng cho em, ren nhưng mà ren xịn lắm cả nhà ơi nha. Và mấy chị nhìn cái ngay cái chỗ mà cái khúc mà mình mang lên đây nè mấy chị. Trên vai nó sẽ ôm vai rất là đẹp nha mấy chị nha. Kèm size vô dùng cho em, size F và size M dùng cho em. F bên mi 249.000, 34 dùng cho em. 34 thu ngon. Lên liền cho em mã 34 dùng cho em. 34 em còn M nha, chị lấy 34. Có rồi, ba có mã 32 xe M rồi. Giờ lấy 34 M, chút 34 M đi cả nhà. Áo dài xịn đấy. Áo dài đẹp. Cái này con này nó còn xe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 35, 35 này em có xe M nha mấy chị nha. Giá là 169.000 3 set thôi. 3 set hả em? Rồi cái này em có đúng 3 set duy nhất. Chị nào lấy thì chút là dùng cho em mã dùng cho em. Mã 30, 35. 34 xe M Linh Lam. Rồi 35 này em có duy nhất được 3 set xe M 169.000. Hàng NT Glo set dùng cho Hải hẹn. 3 set nha mấy chị nha. Mấy chị mua cái NT Glo set này mấy chị được một con áo khoác xịn lắm á. Vì mấy chị có thể lấy con này làm áo khoác này. Mặc váy xong mình khoác ở bên ngoài cũng rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã 35, 169. 35, 169 cho con hồng 2 con. Ba Lam Dương Hoài Ngọc. Hết mã 35 ạ. Mấy chị mình cầm lên mình biết cái nào là hàng. Hết mã 35 mấy chị nha. Cái nào là hàng đắt, cái nào là hàng rẻ luôn quốc cả nhà. Cho là mấy chị biết xong cái chất dạ của nó cả nhà. 100 ngàn. Gì đó quen. Đây này mấy chị. Mấy chị thấy không, cái sớ dạ của nó nha, nó rất là dài luôn nè. Nha mấy chị nha, chứ không phải là như cái vải hàng mà vải bố nó khác nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em hả mấy 36 mấy chị kèm sao nè mấy coi sao. 36 không, cái cục đó ngó nha. Cái nào mà nó có cái ren này mới đúng nè, cái dây này. 36 mấy chị lên size M trước này. 36 size M dùm em, 249 dùm cho em. Rồi em có ML luôn cả nhà. ML nha mấy chị nha, 249.000 cái set này, chị nào mặc size L lấy đi cả nhà. Size đẹp. Đó đó, đúng không? À khách. Ủa sao hết cái lúc.
Ừ đúng rồi. Rồi lên liền cho em mã 36 SML luôn cả nhà. Đủ size cho mình nha, 249 ngàn. Kèm size vô cả nhà. Là một con áo cho mình. Ôi một con áo khoác nha mấy chị. Bao nhiêu mốt rồi mấy chị ơi? Xong rồi kèm cho mình một con váy luôn. Mấy chị lên size dùm em. Kèm size vô nha mấy tình yêu nha. Lên size dùm em. Lên liền cho em mã 36 lên size dùm em. Size S, size M, size L dùm cho em. 36 kèm size nha mấy tình yêu nha. Lên size dùm cho hả? Size S, size M, size L giá là 249 ngàn dùm cho em. Nhìn chóc nè. Quá đẹp luôn á mấy chị. Quá là xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Kèm size vô dùng cho Hải với size S, size M, size L, hàng hai lớp dùng cho em luôn. Và nó sẽ có cho mình cái cầu vai này mấy chị. Có cầu vai nha, ở đây nó sẽ có nút cho mình luôn nè. Nút nha mấy tình yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt là dùng cho em mã, dùng cho em mã 36 mấy chị lên size dùm em. Em có cho mình là size S, size M, size L, 3 size nha mấy chị nha. Chị nào mà mặc size L mình lên liền dùng cho em. Đây mấy chị nhìn hàng dùng cho em, nó sẽ chạy cho mình. Kèm size vô cả nhà ơi, lên size dùm em ha. Lên liền cho em mã 36 lên size dùm em. Size S, size M, size L dùm cho em 249 ngàn dùm cho em. 249 nha mấy tình yêu nha. Kèm size vô mấy chị xem like chấm bài tương tác dùm cho em. Ba Tư Thu Ngân có rồi nha. Xem like chấm bài dùm cho em với size gì em. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 37 dùm cho em nè. 37 một mẫu cuối cùng nha, màu cuối cùng luôn. Giá là 269 ngàn. 269 dùng cho em. Size S nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 37 dùng cho em. Lên liền cho em mã 37 dùng cho em. Nó sẽ kèm cho mình một cái đai như thế này. Kèm cho mình một cái đai nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 37 dùng cho em. Hãy có hình cho mình rồi đó nha. 37 dùng cho em. Mấy con mấy chị? 4 con thôi mấy chị. 37 Thanh Vân, 37 Kem đi thôi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 37 dùng cho em. 37 ôi 269 ngàn. Con này nó size S nhưng mà cái form áo dài mình mặc SM là đẹp nha mấy chị nha. Nó sẽ có cầu vai cho mình luôn, đẹp lắm. 37 Mimi đặng. Lên liền cho em mã 37 dùm cho em. Chút liền cho em mã 37. Cái này một cục mặt em. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 38 con size gì. Rồi lên liền cho em mã 38 tay M dùng cho em 169 ngàn. Thôi là gì thôi em ơi. Cái này có hồng chút không? NT còn lưu set đó. Nhưng mà nó chỉ có được có 4 set, 5 set thôi cả nhà. Không có nhiều nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 38 lên size dùm em, size M thôi cả nhà. 38 này có size M nha cả nhà nha. 38 size M 169 ngàn. NT còn lưu set dùm cho em. Áo siêu đẹp luôn cả nhà ơi. 38 M mini đã. Áo đẹp lắm luôn á. Lên liền cho em mã 38 size M. 38 mới cho em 169 ngàn, vậy thì có xem mờ thôi. Còn con này em like không bốc màu nha mấy chịu nha. Không bốc màu nha mấy bà. Bà gái gì có xem mờ thì mấy mi lặng nha. Bán rẻ vui thôi nên nó có tổng cộng là có cục đó thôi ạ. Hay là mấy cục. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 39 áo của lọ dùng cho em. Nhưng mấy chịu nha. Em tặng mấy chị luôn 65 ngàn một con nha mấy chịu nha. Hàng của gì quên rồi. Có cái này nhầm vô nha, nhầm cô không có cổ nữa nha, coi dùm chị nha. 65 ngàn một áo dùm chị. Rồi lên liền cho em mã 39 dùm chị. 39 nha mấy chịu nha, áo của lọ như thế này nè mấy chị nè. Chót rất là xịn luôn, hàng của Kim Anh bầu bé đó cả nhà, nha mấy chịu nha. Hãy ôm được sale á. Lên liền cho em mã 39 dùm chị. 39 nha, 65 ngàn dùm chị. Lên liền cho em mã 39, 65 ngàn. Chị nào ưng lấy mấy mạng hãy bốc cho mấy chị nha. Còn này hãy bán nó, tại vì mỗi mã nó có được có một con, hai con rồi cả nhà ơi. Nên là lừa bốc màu á. Em mấy chị cổ lên như thế này nha mấy chị nha. Cổ lọ dùng kia. Cái này nó có mấy con này hãy cũng không chưa. Hãy không đăng hình không luôn. Màu rồi chứ em ạ. Không đăng hình luôn nha mấy chị nha. Thôi cho khách bốc đi. Mấy chị ưng lấy màu gì cũng lấy giùm em thì. Đây màu nâu, màu xanh và màu hồng. Màu nào cũng đẹp hết trơn á. Mà cái mùa Tết là mình hay thích màu nổi nha mấy chị nha. Màu hồng đẹp nè. Màu xanh cũng đẹp luôn, màu nâu cũng đẹp luôn. Lên liền cho em mã 39 kèm màu vô dùm cho em. Màu xanh, màu nâu, màu hồng ba màu nha, 65 ngàn dùm cho em. 65 ngàn đây các chị, có nâu không em? Có. Màu xanh ba màu này. Rồi lên liền cho em mã 39 kèm màu dùm cho em. Màu này là màu nâu nha, màu này là màu xanh và màu này màu hồng dùm cho em, 65 ngàn dùm cho em. 65 ngàn. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 39 dùm cho em. 39 mấy chị kèm màu lên giúp em đi ạ. 39 kèm màu vô đây cả nhà. Xin lỗi yêu trường.
xanh như hoa trần. Rồi lên liền che mã dùng che. Rồi lên liền che mã dùng che mã 30. 40. À 40 dùng che. Rồi lên đâu cho hoàn hàng. 40 dùng che. Mua 189 ngàn. Rồi lên liền che mã 40 189 ngàn dùng chưa? Size S. Trời trời, luôn nó luôn rơi hồng nó ra nhọn chứ. Bài trứng xanh cho Tâm Gia đi. Là trông cho mình màu vàng nâu chị hiểu chưa á? Rồi lên liền cho em mã mấy em? Mã 40 lên size dùm em, size S 189 ngàn dùm cho em. Duy nhất được có 3 con. Mã trứng xanh cho nguyên vàng. 3 con nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 40 size. Size S, size M đủ size cả nha. Mà mấy chị nhìn cái hàng nó đắt á, xong rồi cái dạ này nó làm ở đây nó cũng đẹp luôn mấy chị. HA dùm cho em. Lên liền cho em mã 40 lên size S, M 189 ngàn. Để bớt lại cho em đi chị Liên Dương, tắm lại cho em chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 40 kèm size S, M 189. Rồi hàng nó đẹp thì nó có trình ray đây mấy bà ơi. Bốn mươi nếu như em mấy chị kèm xe M 189 đi ạ. 40 M Trà Nguyễn. Hàng này người ta không có sale mà cục 10 cái 20 cái đâu mấy chị ơi. Không bao giờ sale như vậy luôn á. Toàn mẫu lẻ không à. Mấy? 41 dùng 40 hết chưa ngồi ngọt. Rồi lên liền cho em mã 40. 41 size M 249 dùng cho em. Một con áo khoác này. Kèm cho mình một con áo dài nha, kèm cho mình một con chân váy luôn. Size M 40 M cho chị à. Hết M là chị Mỹ Hiệp ơi. 40 S cho Kim Thúy. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em, 249 size M dùng cho em. Thì là cái hàng này chị nào nhanh thì có luôn á, tại vì nó không có xe mà cục cục. 40 lên chỉ còn xe rất mới mà kèm sơn rồi lên giúp em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 42 size M dù á lộc 42 size S dùng. 39 nâu cho Xuân Quỳnh 65 ngàn. 39 luôn. Mọi nhìn cái áo là biết nó xịn luôn cái này. 40 lên còn một con ghê S thì Kim thấy ơi chọn thêm thì cọp giúp em ai cho mà thì khoảng đi rồi chốt tiếp gì nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 40. Bốn mốt hai bốn chín size mò. Bốn mốt hai bốn chín như vậy rồi ngọc. 42 size S dùng cho em, 249 dùng cho em đi. Trời chị Nhung Trần thì hồng, chị ưng hoàng xịn lấy mấy cái hàng này nữa chứ này quá trời xịn luôn, lắm luôn. 40 S chị Kim thấy có rồi, rồi chị nhá. Cho em mà 42 có đúng được hai set đâu cả nhà. 40 S cho Mỹ thì 182 size S dùng cho em. Tuyệt lắm cả nhà ơi, thích nhất là cái áo khoác của nó luôn á. Áo khoác này mấy chị về mấy chị phối với lại cái hàng khác cũng được nha. Có hai set đâu cả nhà. 249 ngàn. 42 lấy cho em 249 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã 43. Tôi đang mua điện lên chút mình nè. Rồi lên liền cho em mã 42 Nhung Trần Thị Hồng. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em nè. 42 thì có size S thôi chị ơi. 42 chỉ có size S thôi. Tôi đang trước nữa. Rồi lên liền cho em mã 43 size M dùng cho em. 43 size M 249 dùng cho em. Bóng màu hình lên. Rồi lên liền cho em mã 44 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 44 size M 249 luôn cả nhà ơi, một set. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 44 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 44. 44 này có size M hàng của HA Design luôn cả nhà. HA Design nha, có duy nhất được có set đó mấy chị ơi. Chị Nguyễn Thủy nãy giờ em không chị thấy chị lên mã không? Mã nào luôn á chị ạ? 44249 như vô ngồi ngọt. Chết rồi. Nãy bị ếch rồi. Rồi lên liền cho em mã 45 dùng cho em. 45 SM 249 dùng cho em. Bán cái này 249 mà đau lòng lắm cả nha. Nha. Bán rẻ. Quá trời rẻ luôn. 40.
45 size S size 10 dùng cho em 249.000. Ờ cái áo dài 41 đó bên em hết rồi mấy chị ơi. Mà nhìn nó sướng gì đâu luôn cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 45 lên size dùng em size S và size 10 dùng cho em. Áo dài dùng cho em. 45 kèm size nha, S 10 dùng cho em. Bốn mươi lăm m cho chị Hoang Ruby. Rồi lên liền cho em mã 45 kèm size luôn nha chị. Bốn mươi lăm m cho chị à. Rồi lên liền cho em mã 45 m với Hoàng Ngọc. 46 size M dùng cho em 249.000. Rồi lên liền cho em mã 46 249. Chị đó chị tới mấy lần rồi đó. Rồi lên liền cho em mã 46 dùng cho em. 46 này là size M dùng cho em có set rồi cả nhà. 46 một set nha. Lên liền cho em mã 46 size M. Bốn sáu cho em mời lấy cho em 249.000 ạ. Bốn sáu Nguyễn Thảo không bị không. Rồi lên liền cho em mã 47 size S dùng cho em 249 dùng cho em. Rồi giá kỳ thiệt luôn á cả nhà ơi, nó đẹp rồi đấy. Cầm cái hàng lên 249.000. Nhiều lúc mấy chị mình mua con áo thun mà bình thường á mà người ta gọi là hàng siêu cấp luôn nha. Đây mấy chị mua được một con đầm siêu siêu đẹp luôn. Rẻ vậy là gấp mấy lần luôn cả nhà, gấp 3 lần luôn ấy. Rẻ gấp 3 lần luôn cả nhà ơi, mã 40. 47 dùng cho em. Lên liền cho em mã 47 size S dùng cho em mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 47. Không có gì Nguyễn Thị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Để coi chị Kim thấy đó trừ chưa. À như là chưa trừ nó chứ hay sao. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 47 hả? 47 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 47 size S dùng cho em. 249.000. Size mà nó đẹp quá. Mỗi mẫu bây giờ nó có số lượng ít đó mấy chị ơi. Nếu chị nào lên đầu tiên em sẽ trúng chị đó thôi ha. Chị nào lên trước thì có trúng cả nhà. Cái hàng này nó đắt lắm cả nhà ơi. Mà có cũng không có ôm. 47 cho Trần Duyên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 47 dùng cho em. Có túi cho mình luôn. Có túi nha mấy chịu nha, rất là say, rất là đẹp luôn á cả nhà. Chốt con này mà may 47 lấy cho em 249.000. Lên liền cho em mã 47 dùng cho em. Lên liền cho em mã 47 size S dùng cho em 249 dùng cho em thì 249.000 dùng cho em. Quá trời đẹp luôn mấy bạn. Quá trời đẹp nha mấy chịu nha. Cái đầm của nó nè dài mà xịn lắm luôn á. Chất ren của nó này mấy chị không bao giờ mà bị ngứa hay là bị cộm đâu nha mấy chịu nha. Lên liền cho em 47 có size S à. 47 chỉ có S thôi cả nhà ơi. Chờ lấy 47 S này đi cùng em mà 47 S. Lên liền cho em mã 47 size S dùm cho em không có M nha. Rồi con này là có cho mình size L này. 47 Trần Duyên có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 40. 48 size L dùm cho em. 47 cho Nguyên Phan. Rồi lên liền cho em mã 48 size L dùm cho em. 249 có 2 con thôi. Em bảo mấy chị là hàng xịn nha. À con này em có cho mình ML luôn. Lên liền cho em mã 48 em có cho mình size không M. Không có gì lên lâm. Rồi lên liền cho em mã 48 kèm size vô dùm cho em. 48 lên size dùm em size M và size L nè. Chị nào mặc size L mua mấy con này mang đi cả nhà, size quá trời size luôn á nha. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 48 lên size dùm em size M và size L. Không có luôn nè. 48 kèm size ML vô đi cả nhà. Để em coi đơn kia em trừ gì Kim Thúy á. 48L 249 Diễm Ly. 48M trong Trần Thị Hồng. Rồi lên liền cho em mã 49 em có hai con size S này, thấy giống cái con đây mấy chị. 49 dùng cho em, 49 là size S hai con thôi. Lên liền cho em mã 49 size S nha, cho chị cái xếp cho mình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 49 này, chờ lấy chú em mã 49 size S dùng cho em. 49 nha mấy chị nha, hàng của nó này mấy chị này. Lên liền cho em mã 49 dùng cho em, size S có hai set thôi. 48 em hết rồi. Bây giờ chị nào nhanh thì có mấy bạn ơi. 49 lấy em 249.000 mấy chị nhập. Rồi lên liền cho em mã 50. 49 Nguyên Di. 50 size S dùng cho em.
lên liền cho em mã 50 size S dùng cho 490 em 490 một con cho Như Hoài Ngọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 size S 249 dùng cho em. Duy nhất được có một set, con set 3 muốn luôn. 3 muốn nha, nó sẽ có cho mình một con áo nền kèm cho mình luôn. 49 S cho Thu Ngân. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 50 51 dùng cho em. Cái xếp trắng lúc nãy nó có một con mờ ấy, Dương Hoàng Ngọc lấy không báo hại. 50 mi đặng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Xếp trinh dùng cho em. Cái mã 49 lúc nãy nó có một xếp xây mờ ấy. Bạn nào lấy mờ thì chốt dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 51 dùng cho em. 149 ngàn xếp trinh dùng cho em. Ok Dương Hoàng Ngọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 51 dùng cho em. Lên liền cho em mã 51 dùng cho em. Hết rồi Thu Yến ơi. Chào lấy xếp trinh, ghi xếp trinh dùng cho em này. Cái này mới chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 51 dùng cho em. 149 ngàn xếp trinh dùng cho em. Xếp trinh nha cả nhà nha. Chị nào hỏi xếp trinh mấy chị chốt đi. Có 149 ngàn mấy chị mang cực kỳ thích luôn á nha. Cái này nó là quần của nó là quần chung á. Quần chung nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã 51 dùng cho em. Nó mốt lên làm. Rồi lên liền cho em mã 52 lên size SM dùng cho em 179 ngàn. 51 cho chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 52 ngắt nha 179 ngàn. Các bạn nào lấy sỉ lấy con này đi, hãy nhập được rẻ. 51 bé nhỏ. Nhập được rẻ nhưng mà cái vải của nó đẹp mê ly luôn nha, vải rất là đẹp luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đây nè, nhìn cái hoa. Nó muốn lên chi Phan Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 52 lên size SM dùng cho. Lên liền cho em mã 52. Chung. Rồi lên liền cho em mã 52 kèm size vô dùng cho em, size F và size M dùng cho em, giá là 179 ngàn dùng cho. 52 SM Nguyễn Thị. Rồi lên liền cho em mã 52 lên size dùm em có cho mình size F và size M. Nó mờ luôn rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 52 lên size dùng cho em. 51 mà cũng chính cho bỏ Thu Phương. Này là mấy chị nó vừa cụm như này. 52 xe mờ Thu Yến. Năm hai mờ trăm sương. Năm hai ép cho mỹ hiệp. Ấy rồi quá sao người ta không thanh lý hàng cho mình. Đây nè, size S với size L nè mấy chị mã mấy. 53 dùng cho em 249 ngàn. Trời ơi hello chị Kim Xuyến. Rồi lên liền cho em mã 53 size S với size L. Năm hai size M ba lo kim. Rồi lên liền cho em mã 53 size S size L 249 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 53 lên size dùng em. Rồi sẽ mời Dương Hoài Ngọc. Quá sang quá xịn. Rồi lên liền cho em mã 53 dùng cho em 249 kèm size. Năm mai mình chỉ còn size S à. Rồi lên liền cho em mã 53 size S với size L dùng cho em 249 ngàn. Các chị ơi cái dạ nè khoe lắm ấy. Các chị nhìn cái sớ dạ của nó nè nha. 53 lên size dùng em size S với size L. Năm ba lờ, năm ba S cho Dương Hoài Ngọc. Rồi lên liền. Năm ba lờ, năm giờ đi. Rồi lên liền cho em mã 50 54 249 size M. Lên liền cho em mã 54 dùng cho em. 54 dùng cho em 249 ngàn size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 54. Rồi lên liền cho em mã 54 size M có set rồi mấy chị. 54 em có một set size M thôi. Chị nào lấy thì lẹ nha. Thì bán 249 ngàn. Cái áo khoác này mất tiêu 200 mấy rồi cả nhà ơi. 54. Rồi lên liền cho em size gì em. Rồi lên liền cho em mã 2 50 55 SM dùng cho em 149 ngàn. 54 còn 1 set.
54 xe M249 vô vô ngồi Ngọc. Rồi lên liền cho em ạ, ở dùng cho em ạ 55 dùng cho em. 55 này là em có cho mình size S size M 149.000. Mà em nói thật mới là luôn ấy, cái màu rinh của nó rất là đẹp nha. Này, cái này là em nhập được hàng Quảng Châu á cả nhà. Nha em ôm được sale đó mấy chị yêu nha. Tại vì cái mẫu này là bên trôn ha, mình lên đó cả nhà. Còn này là chuẩn cho mấy chị luôn, mà em like có 149.000 rồi. Chị nào thích thì lấy liền cho em thì. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 55 dùng cho em. Lên liền cho em mã 55 lên size dùm em. Em có cho mình size S và size M. Em like cho mấy chị giá có bao nhiêu? 149.000, quá trời rẻ luôn, mà hàng nhập hàng Quảng Châu đó. Ôm được sale. Cảm ơn mấy chị khám sáng rồi là cho em 149.000 ạ. Xe M Trang Mai Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 50. 56 size S dùng cho em. Từ từ em coi size gì. Cái này rồi 56. 55 size M cho Thanh Thảo. 896. Rồi 56 em có size S size M dùng cho em. 56 lên size SM 249 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hàng này là mấy chị ơi, hàng chuẩn hình em đăng cho mình luôn thì chuẩn hình là lan lan luôn, là nhà HA này đó. 55 xe màu Phượng Trần. Nên mấy chị cứ yên tâm dùng cho em thì hàng rất là đẹp. Chị Lan ăn khách mới mà kèm số điện thoại lấy cho em 55 xe màu xe rồi. Mã dùng cho em mã 50. 56 lên size dùm em có cho mình size S và em có cho mình size M. 249.000, hàng của hàng Lan Lan nha, chính chủ luôn cả nhà. 55 em còn xe thôi mấy chị nhá. Rồi lên liền cho em mã 56 lên size dùm em, size S và size M dùng cho em. SM hả nhỉ? Các mời dùng chế phụ, sao cái đùm đó nó còn nhiều quá vậy? Cái đùm này nè. Không, một màu. Một màu, đưa cho chị ngồi. Chuyện sau không phải trước cái mã này, lên mã 57 trước này. Rồi lên liền chế mã 58 dùng cho em à? Là mấy? 57. Lên liền cho em mã 57 dùng cho em 269.000. Trời ơi sao mà nó thấp ngang vậy trời. Cái gì? 56SM cho vô ngồi Ngọc. Ê, răng mẫn thấp ngang vậy. 56 em chỉ còn 1 con xe hết à. Đẹp ghê. 55 149.000 em chỉ còn xe hết mấy chị ơi. 55S lúc nãy 149 cho Lan Anh. 57 này em chỉ có cho mình size năm mấy? 57 này em chỉ có cho mình size size S nha. Cái này cho chị một cái đai nữa, nó có tặng kèm cho một cái đai nữa cả nhà. Nhưng mà cái này em mặc nó còn rộng đó nha. Nếu mà chị nào mà mặc form tầm khoảng SM mà vừa là mình SM mang vừa là mình ôm vô rất là đẹp luôn á. Tên gì chị? Rồi à, đúng rồi. Mấy đứa hàng của mình ít khi nào chị nghe máy chị ạ. Tặng cho mình cái đai như thế này nữa. Gửi về đâu chị? Thôi chị phải nghe máy em mới gọi đúc đơn. Chị nhắn tin qua không với em có đúc đơn. Mấy chị nhắn tin lại tôi nhắn với em đi chị. Trời nó xinh gì nhắn đâu. Nhắn hôn mai với em là đẹp. Quá trời đẹp nha mấy chị yêu nha. Chị tắm lại giúp em đi. Chết ngang xương. 56 xe cho Hảo Hảo. Rồi lên liền cho em chút 57 đi em mấy con. 57 em chỉ có 4 con thôi cả nhà. 269.000. 57 cho Nghi Hành. 57 cho Đỗ Mùa Phương Chi. Ôi hàng này mấy chị ơi. 57 269 cho Ngọc Diệp. 1 con. Hát đi trời, 1 con trời. Nó coi cái này có 1 con. 57 Trang Mai Nguyễn. 50. 58. Hết mã 57 ạ. 58 size L dùng cho em 249.000. Lên liền cho em mã 58 size L dùng cho em. Cái này em có mình rồi nha. Ốc như thế nào, hàng như thế nào, mẫu như thế nào, hàng sẽ nhận y như vậy nha mấy chị yêu nha. Nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 58 này size L nha. 58 size L nó có một con đâu cả nhà ơi, một con duy nhất luôn á, thiệt luôn á. Nè, có một con mấy chị ơi. Ai dùng cho em. 58 mới cho em 249.000 đi ạ.
hết máu gì nó lên mã kèm số điện thoại em mới chốt cho mình được bây giờ. Rồi lên liền cho em hả? 59 dùng cho em. 58 vô hồi hộp. 59 size S dùng cho em. Rồi lên liền cho em hả? 59 size S dùng cho em. 249 dùng cho em. Có duy nhất được có 2 con. Size S dùng cho em nha cả nhà nha. 2 con mới chị. Lên liền cho em hả? 50. 59 dùng cho em. Rồi lên liền cho em hả? 59 size S dùng cho em. 59 size S nha cả nhà nha. 249 dùng cho em. Duy nhất 2 con size S thôi cả nhà. 2 con size S nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em hả? 50. 59 dùng cho em. Lên liền cho em hả? 59 nha cả nhà nha. 59 dùng cho em. 59 này là size S dùng cho em. 59 size S. Lên liền cho em hả? 59 size S dùng cho em. Tầm đang mặc lúc nãy nó hết rồi mấy chị ơi. Em mặc lúc nãy em lên đầu lai luôn. Lên 58 đầu lai em hết rồi. Lên mã 59 lấy em 249 nha. Em bởi siêu nam chị nha. Lên liền cho em hả? 59. Rồi con này là set 34 luôn. Mã mấy? À, nhận quần ginh rồi đẹp nha, xuất sắc. Em cảm ơn chị Na ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 60 dùng cho em. 60 này là size L. 60L cả nhà ơi, một set duy nhất 249. Trời ơi đi xỉu đây. Sáu mươi là cho em 249 mẹ. Liền cho em mã 60. Màu đen một con. Rồi lên liền cho em mã 61 dùng cho em. Em cảm ơn chị Hai Hà Thái nha. Rồi lên liền cho em mã 61. Hai con đâu cả nhà. 61 màu đen hai con. Cái này một cái này còn. Rồi lên liền cho em mã 61 đen với kem dùng cho em này. Mỗi màn một con hết rồi đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 61 màu đen với màu kem dùng cho em này. 61 lên màu đen kem dùng cho em giá là 269 ngàn nha mấy chị nha. Đen với kem dùng cho em duy nhất được 2 con thôi. Hết rồi đó nha mấy chị nha. Chị nào chưa được mua thì chốt đi cả nhà 269 ngàn. Hàng này vì mấy chị cầm hàng nên nó mê lắm luôn á cả nhà. Rất là đẹp nha. 61 kèm màu à. 61 kèm màu lên đi chị ơi. Kèm màu dùng cho Hải. Lên liền cho em mã 61 dùng cho em. Màu đen với màu kem có được mỗi màu một con thôi. Vẫn là kèm đai cho mình nha mấy chị nha. Có đai vô cho mình luôn. Chất của nó rất là đẹp luôn cả nhà. Đẹp lắm á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Số 1 đen thảo ngọc. Đen một con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Số 1 đen thảo ngọc 269. Rồi lên liền. Số 4 em còn con màu kem cho Trang Mai Nguyễn. Rồi con này em có cho mình size S size M dùng cho em. S M như cả nhà nha, 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 62 lên size dùng em, size S size M dùng cho em. Trời cái áo nó đẹp quá vậy. Quần đẹp đi. Lên liền cho em mã 62 lên size SM 149 ngàn. Khách hàng rồi mấy. Giá này đi thôi nha. Thôi nghe nha mấy bà nha. Sao mà đi mua chỗ khác 200 mấy ngàn thôi luôn ấy. Đây nè. Lên liền cho em mã dùng cho em cái màu quần xịn chưa? Nha, kèm cho mình con áo nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 62 lên size dùm em có cho mình size S và size M 149 ngàn cả nhà. 149 nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 62 lên size dùm em. 62 kèm size S và size M 149 ngàn nha mấy triệu nha. Nguyên set dùng cho em. 149 lên size dùm em, size S và size M dùng cho em. Trời cái quần đúng xịn luôn ấy. Nha mấy triệu nha, áo cho mình. Nếu mấy chị có thể mặc với lại quần rinh cũng được nha. Thân mơ chung mã kèm sơn thở lấy cho em nha. Rinh cũng đẹp lắm đó cả nhà nha. Tách riêng ra mặc cũng được luôn. Cái quần dạ của nó này. Quần dạ nha mấy chị ơi nha. 149 ngàn lên size dùm em. Em có cho mình size S và size M nha. 149. Lên liền cho em mã 62 kèm size vô cả nhà. Hàng HA luôn đó nghe. Nhưng mà cái xế này em ôm được sale cho mình đấy. Lên liền cho em mã 62 kèm size vô size S size M dùm em. Số 2 S cho hàng tròn 149. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em. Áo dài dùng cho em nè. 269. Số 2 S cho Nguyễn Thanh 149. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 63 size S dùng cho em. 269 dùng cho em nè. Áo dài riêng cái con này phải mua tiền triệu. Nhân kem cái áo dài này phải mua tiền triệu luôn. Nhân mấy triệu nha. 60. 63 dùng cho em. Số 3 này hãy có cho mình size S thôi. Số 3 size S tao mới chịu. Số 3 size S dùng cho. Số 3 26. Số 3 Nguyễn Thủy. Ông Nguyễn Thủy. Con. Rồi lên liền cho em. Đây mấy chị.
Nè, 680 ngàn đi. 680 nè cả nhà. Nhưng mà em nói chị nè, 680 nha mấy chị nha. Rồi, lên liền cho em mã 64 dùng cho em nè. 64 size S dùng cho em 249 ngàn. Lên liền cho em mã 64 size S dùng cho em 249 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 64. Rồi cái set này đẹp luôn đó. Lên liền cho em mã 64 dùng cho em 249 ngàn. Rồi mấy chị coi giá này đi, Hải không có nói deal đâu cả nhà ơi. Mấy cái hàng này giá sỉ đó nha. Cái này là giá sỉ đó mấy chị, giá sỉ ở Ninh Hiệp đó. 64 lên cho em ạ. Lên liền cho em mã 64. Rồi lên liền 64 nguyên di 249. Rồi lên liền cho em mã 65 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 65 size S dùng cho em 249 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 65 một set thôi. Lên liền cho em mã 60 65 dùng cho em. 65 này là size S nha. 65 size S dùng cho em có set thôi mấy chị. Lên liền cho em mã 65. Lên mã 65 khách mới mã kèm số điện thoại lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã 65 khách mới mã kèm số điện thoại dùm cho em. Rồi 66 em có SM 149. 65 cho Quân Quỳnh. Rồi lên liền cho em mã 66 lên size SM 149 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 66 kèm size dùm em size S và size M 149 ngàn. Nói cái mẫu này sẽ dùng góc hình cho mấy chị nha. Mấy cái mẫu này em like 149 mấy chịu nha. Người ta đang trị giá là hàng 400-500 gì đó. Mấy chịu nha. Sao mấy anh? 66 lên size dùm em. 66 kèm size dùm em, size F và size M. 66 lên size SM vẫn là hàng HA này nha mấy chịu nha. Rồi cái này nó dìu giá lắm cả nhà. Nha mấy chịu nha. Rồi lên liền kem mã 66 kèm size dùm em. Size F và size M dùm chi. 66 mấy chị kèm size SM lên cho em 149 ạ. Số 6 M ăn ruby. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em size S 66 cho Dương Duyên. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em. 67 này là size S dùng cho em 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 66 cho Lê Trâm. Rồi lên liền cho em mã 67 size S 149 dùng cho em. Lên liền cho em mã 67 nha cả nhà nha. 67 size S 149 dùng cho em. 67 size S lên cho em 149 ạ. 66 hết rồi mấy chị ơi, lên mã 67 lên cho em size S 149 ạ. Lên liền cho em mã 68 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 68 dùng cho em. 249 ngàn size S dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 68. 68 là set 24 như thế này nhưng mới chịu nha. Quá là sang luôn á. Nhưng mới chịu nha. Lên liền cho em mã 68 dùng cho em. 68 là em có cho mình size S 1 set luôn. 249 ngàn. 67 cho Hình Như 149. 68 size S 249 lên cho em. Khách mới mã kèm số điện thoại lên cho em chị Tri Trần ơi. 68 Mimi đẳng 249 mỗi mẫu nó có số lượng hết 1 con 2 con đó mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 69 dùng cho em size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 69 size M dùng em 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 69 size M 189 là một con áo cho mình ha. Xong rồi sẽ kèm cho mình một con chân vải luôn. Lên liền cho em mã 68 size M 69 size M dùng cho em 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 70 size S 249 dùng cho em một set duy nhất hết. Lên liền cho em mã 70 dùng cho em. 70 size S dùng cho em 249 ngàn. 69 189 ngàn Huyền Trang. Chị mua con áo dài là 249 ngàn thì cũng nó rẻ lắm luôn á cả nhà nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Đi dùng cho em mã 70 dùng cho em. 70 size S dùng cho em 249 ngàn. 70 cho Lan Trần 2 năm 249 ngàn. Lên liền cho em mã 71 dùng cho em size M 269 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 71 dùng cho em. Lên liền cho em mã 71 cho cả nhà nha. Chốt liền cho em mã 71 dùng cho em. 71 size M nha. Áo dài ren size M dùng cho em. 71 size M dùng cho em. 269 ngàn dùng cho em. Đây siêu phẩm này bà nào cũng nhắn tin hỏi trơn chị hãy like chưa, chị hãy like chưa. Luôn trước ốc hình á. Rồi lên liền cho em mã 72 nè cả nhà.
Cái mốc lên cho em 269 ngàn cho chị Hoang Ruby. Rồi lên liền cho em mã 70 72 size S dùm cho em này 249 ngàn. Trời ơi, úp cái con váy này lên là bà hỏi chị Hải ơi like cho. Bà Dương Hoài Ngọc. Lên liền cho em mã 72 dùm cho em 72 size S dùm cho em 249 ngàn. Bà này không nhắn tin hỏi chị Hải like cái con váy này chưa. Kẹp phúc sắc luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 72 mấy chị mua đi tiệc liền đi cả nhà ơi. Nha, sau 700 ngàn đó cả nhà. Sau 700 nha mấy chịu nha. Cái vải của nó cũng rất là xịn nha mấy chịu nha. Nhìn cái hoa của nó này. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 72 dùng cho em có được cho mình có 3 4 con đâu cả nhà. 3 4 con nha. 249 ngàn. Chờ ấy chút liền cho em mã dùng cho em 72 lấy cho em 249 ngàn nha. 249 ngàn quá trời rẻ nha các nha. Rồi con này em có cho mình là size S 70 73 72 Dương Hoài Ngọc. Rồi lên liền cho em mã 73 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 73. Mấy chị ơi Hải ít khi like cái hàng này lắm thật sự luôn nha. Vì nó đắt lắm cả nhà mà nó ít khi sale lắm nha. Lên liền cho em mã 73 dùng cho em. 73 này là size S luôn cả nhà 249 ngàn. 72 cho chị Trang Mai Nguyễn. Trang Mai Nguyễn chọn thêm thì cặp với em chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Trang Mai Nguyễn chọn thêm thì cặp với em ạ. Thì cái sách này mặc sai. 73 72 thêm 1 cho Dương Hoài Ngọc. 73 lên cho em 249 ạ. Thế thôi mã kèm sơn thở lên cho em mấy chị ơi. 73 cho Dương Hoài Ngọc. Một con. Hết rồi Dương Hoàng Ngọc ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 74 dùng cho em này. Rồi siêu phẩm này nữa rồi. Lên liền cho em mã 74 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 74 249 dùng cho em. Size S thôi cả nhà. Lên liền cho em mã 74 dùng cho em. Lên liền cho em mã 74 dùng cho em này 249 ngàn nhưng mà size S luôn. Màu đen nhưng mà đẹp quá luôn á. Em mới chịu nha, sang lắm cả nhà ơi. Siêu siêu đẹp luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em này. Lên liền cho em mã 70 74 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 74 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 74 size S dùng cho em 249 ngàn. 74 cho chị Tuyệt Bình Minh. Sắm luôn á cả nhà. Lên liền cho em mã 74. Lên mã 74 lên cho em 24973 hết các bạn chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 75 dùng cho em. Chị Trang Mai Nguyễn ơi, cái đơn nào mà nhiều thì mới chị cọc cho em mới trả tiền mua hàng mới có một lần á. Lên liền cho em mã 75 size M dùng cho em. 75 size M. Chị cọc rồi đi đâu em trừ thôi chị hả? Rồi lên liền cho em mã 75 size M dùng cho em. 75 size M nha. Lên liền cho em mã 75 size M 249 một set thôi. Cái này lúc nãy em có lên cho mình màu trắng rồi đó. Nên em có lên cho mình màu trắng em mới chịu nha. Bây giờ là màu đen này size M dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 75 size M một set nha cả nhà nha. Còn không? Xem còn. 75. Ở đây set luôn. 75 lên cho em 249 ngàn cho Nhung Trần Thị Hồng. Còn lên liền cho em mã 76. Đây nè, size L nè mấy chị ơi, set siêu phẩm mà còn có size L có 169 ngàn. NT cà lô set luôn, 70. 76 size L NT cà lô set. Rồi lên liền cho em mã 76 size L dùng cho em NT Closet nha. Rồi bán cái NT Closet đợt này mới biết nó có size L cho mình. Mấy hồi nó chỉ sale được size S size M thôi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 76 lên size L dùng cho em. Giá là 169 nha. 169 nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 76 dùng cho em. Rồi lên liền cho em ok chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 76 76 76 nha mấy chị yêu nha. Size L dùng cho em, chị mặc size L chốt liền đi cả nhà ơi. Cái hồi size L không có like mà nhập được cái giá này cho mình đâu. Giá rẻ đó cả nhà. Lên liền cho em mã đi mấy chị. 76 15. Hình như cái mã này nó hot luôn cả nhà. 16, 169 rồi nha. 76 gì anh vỏ 169. Mấy chị hình như cái mã mà bướm bướm này nó hot có bướm dài lắm. 76 Trang Mai Nguyễn 169 chọn cái gì Trang Mai Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy 77 này là em có size F với size L 189. 76 xin xin kim F với L nha 189 ngàn. Con này vừa rồi mấy bạn nào mà đi lấy size biết hàng đắt đúng không. Lên liền cho em mã 70 77 em có SL 189 ngàn.
lên liền cho em mã 77 lên size dùm em, size S với size L 189, 1S 1L, 1S 1L nha mấy chị hiểu nha, hàng xịn nhìn khác liền mấy chị, dáng của nó rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 77 lên size dùm em, 77 tìm size, em có cho mình size S với size L. Hàng đây là vẫn là hàng HA nha mấy chị nha, nguyên về nó nhiều giá lắm cả nhà. Nhưng mấy chị nha, nhà này nó không có xe như một lô một giá đâu cả nhà, nhiều giá lắm. 189 ngàn. Lên liền cho em mã 77 kèm size. 77 kèm size SL 189 lấy cho em 77 cho Thanh Vị Khương. Lên liền cho em mã 77 lên size dùm em. 77 mấy chị kèm size đi ạ. Kèm size vô đi chế ôi lên size nha. Rồi lên liền cho em mã 78. Chút đi xíu chị cậu. Rồi lên liền cho em mã 78. 77 là cho Trang Mai Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 48, 189 ngàn. Em có cho mình size S và size M. Lên liền cho em mã 78 lên size S với size M dùng cho mấy chị nhìn nhìn kia. Cái hàng HA này chứ hiệu nha, đa số những bạn người ta lấy cho mấy chị mấy con đầm này nè mấy chị. Chắc chắn là like trên cho mình giá là 269, 279, 300 nha mấy chị nha. Còn mấy cái set dạ đó người ta không có ôm được sale đâu cả nhà, nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70, 78 mấy chị kèm size vô dùng cho em có cho mình size S và em có cho mình size M. S và M nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 70, 78 lên size nha mấy chị nha. Size S và size M dùng cho em nè. Hàng HA dùng cho em, hàng của nhà Lan Lan đó cả nhà. Lan Lan nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt cho ai. Kèm size vô nha mấy chị nha. Kèm size vô dùng cho ai. Rồi con này hãy có một con. Ui, S luôn nè. Một con ít tép này mấy chị, bạn nào có bạn nào ốm không? Còn nó thuộc cái danh này một chút xíu này. Yeah, xin chú không? 78 là 189 nha. 78 Thúy Diễm CM. Nè mấy chị, 79 nè cả nhà. 79 là size XS nha mấy chị nha. Rồi sao cái này giống như là kêu mẫu á cả nhà nghe. Cái mẫu này kêu mẫu nè. Rồi cái con này em bán tặng cho mình hay cái con này nó mấy chị này, nó bị tụt cái dây này vì mình thao một chút xíu thôi. Em tặng mấy chị con này luôn, giá là 189 ngàn ha. Con này hãy nhập vô là hàng 249 đó nha mấy chị nha. 189 ngàn size XS nha. Bạn nào mặc size XS thì chốt đi dùng chị. XS chứ không phải là size S nha mấy chị nha. Bạn nào vừa thì mua. Đây chính là size XS à. Đỡ phải đi bốt. Đúng không? Ha ha, mới vừa thấy bạn kia like 600 ngàn cái đầm này. Không nói xạo với bà luôn. Size L, mã mấy? 80 dùm kia. Mới vừa thấy like luôn, 600 nha mấy chị nha. 600 nha, lên liền cho em mã 80 size L dùm cho em. 189 ngàn. Lên liền cho em mã dùm cho em mã mã 80, 80 size L 189 ngàn dùm kia. Trời ơi, mới vừa thấy bạn kia like hàng HA luôn mấy chị ơi. 600 nhớ bà nha, 600 mấy. 80 size L là 189 ngàn đi ạ. 189 ngàn dùm kia. Lên liền cho em mã 80 dùm kia. 80 nha mấy chị nha, 600 đó cả nhà ơi, 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 80, 81 size S dùm cho em. 80 Trang Mai Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 81 size S 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 80, 81 size S dùm cho em 189 ngàn. Quá là đẹp luôn á. Rồi lên liền cho em mã 81 dùng cho em 189 ngàn. Size S dùng cho em một con. 81 vô rồi Ngọc, 189. Rồi lên liền cho em mã 82 dùng cho em. Lên liền cho em mã 82 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 82 size S dùng cho em nha mấy chị nha. 82 size S 249 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80, 82 dùng cho em một con cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 82 dùng cho em, 82 size S dùng cho em, 249 dùng cho em. 82 là cho em size S 249 ạ. Rồi lên liền cho em mã 80, 83 dùng cho em, 83 này là 189. Em có size màu trắng là size M thì màu đen là size 249 với Bảo Nhi. Nhưng mới chịu nha. Màu trắng là size M, màu đen là size S dùng cho em. 200 cái lượng 189 ngàn dùng cho em. Có hai con đâu cả nhà. Hai con duy nhất nha mấy chị nha. Đen là size S, trắng là size M dùng cho em 189 ngàn. 189 dùng cho Hải Hiền. Lên liền cho em mã 80, 83 kèm màu trắng đen dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 83 lên size dùng em. Nha mấy chị nha, 189 ngàn. Trắng là
mờn đen là tấm ba đen cho Nguyên Chi. Con này còn một con này, còn nào chết không tin. Này là 82, còn một con hết tan. 82 nó lại sẽ hết 249 cho Lan Trần. Chị Lan Trần ơi, khách mới chọn thêm thì cầu với em 100 và 200 và tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nhá. 83 em còn một con màu trắng ạ. À. Này nó chốt 80 mấy. 84 chốt đi trời ơi. Chốt đi để em có động lực sau này người ta xem về cho mấy bà mấy cái hàng cao cấp này mặc nha. Size F dùng cho em, 85 dùng cho em này. 249 ngàn. Ồ đẹp quá luôn á. Tám mấy nhở? 84 à? 84 nè. Thiệt luôn quá. Đi cỡ nhà. Có một con thôi. 84249 cho chị Dương Hồi Ngọc. Chút mấy cái này đi mấy chị ơi. Sao em ra sale em có động lực. Xịn lắm mấy chị ha. Xịn lắm luôn á. 80 mấy nhở? 85 dùng cho em. 85 này là size S luôn mấy chị. Lên liền cho em ạ. 85 size S 249 dùng cho em. Lên liền cho em ạ. 85 size S 249 ngàn. Xịn lắm cả nhà ơi. Xịn thật sự luôn á. Không có chị Nguyễn Thị Cẩm Tú. Lên liền cho em ạ. Dùng cho em ạ. 85 size S dùng cho em. Chị Trang Mai Nguyễn Ngọc giúp em đi chị ơi. Rồi lên liền cho em ạ. Dùng cho em. Rồi lên liền cho em ạ. 85 đi cả nhà. 85 size S 249 ạ. Rồi lên liền cho em ạ. Dùng cho em ạ. 85 không đi mấy con ơi. Có động lực sau này mà lên hàng này cho mấy chị nha. 85249 cho Dương Hồi Ngọc. Rồi lên liền cho em ạ. 86 86 em có cho mình size M nè mấy chị. Hết mã 85. Rồi lên liền cho em ạ. 86 size M. Được chị Lan Trần nha. Rồi lên liền cho em ạ. Dùng cho em. Trời ơi Tiếng Nhung ơi. Rồi lên liền cho em ạ. Dùng cho em ạ. 86 size M dùng cho em 189 nha. Lên liền cho em ạ. 86 size M 189 có hai con thôi, hai con duy nhất nha. Rồi lên liền cho em ạ. Dùng cho em ạ. 86 dùng cho em. 86 size M nha. 86 size M gắm dùng cho em 189. Lên liền cho em ạ. 86 đi mấy. Mấy mã 86 size M 189 nha. Em này cái con này em có một con 87 nè. Rồi lên liền cho em ạ. 87 size M dùng cho em 189 luôn có con đó chị. Con này vừa rồi nó đắt lắm nè mấy chị nè. Em mới chịu nha. Lên liền cho em ạ. Dùng cho em ạ. 87 dùng cho em. Lên liền cho em ạ. 87 dùng cho em. 87 nha cả nhà nha. 87 này em có một con size M 189 ngàn một con thôi cả nhà. Rồi lên liền cho em ạ. Dùng cho em. Lên liền cho em ạ. 87 size M 189 có con thôi. Nó giống cái con màu đen lúc nãy đó cả nhà. Rồi lên liền cho em ạ. 88, 89 ngàn dùng cho em. Áo set 24 dùng cho em. Em thì em thích mặc cái này lắm luôn đó cả nhà nha. Bữa nay em like váy này mặc váy á. Ờ cái này mà mặc có quần rinh. Quần rinh là thôi luôn á. Siêu siêu đẹp nha mấy chị luôn nha. Mà chỉ có 89 ngàn thôi. Bình thường là con này phải là hàng 106, 107 ngàn. 106, 107 nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt là dùng cho em ạ. Dùng cho em ạ mấy nha. 88 dùng cho em. 89 ngàn set 24. Là nó sẽ kèm cho mình một con áo bên trong như thế này nha. Xong rồi kèm một con áo bên ngoài nè mấy chị. Mặc với lại quần sọt rinh hay là mấy chị mặc với lại quần rinh bôi cũng rất là đẹp nha mấy chị nha. Mặc với lại mấy cái quần ống bo cũng đẹp luôn. Quần gốc cơ cả nhà. Rồi lên liền cho em ạ. Dùng cho em ạ. 80 88 dùng cho em. Giá là 89 ngàn. Quá trời đẹp luôn. Ở đây của nó sẽ là theo đi hả? Nó là theo nha mấy chị nha. Lên liền cho em ạ. 88 chị có 88. Nguyễn Cập ý ra đây mới chốt cho mình được chị ơi. Rồi lên liền cho em ạ. Dùng cho em. Lên liền cho em ạ. 88 dùng cho em. 89 ngàn dùng cho em. 89 ngàn nha mấy chị nha. Ủa tụi Nguyễn Cách cũ mà sao cầm rồi em coi cái này mấy chị ơi. Tốt rồi. Lên liền cho em mã 88 mấy chị. Rồi con này mấy chị. Lên liền cho em mã 89 dùng cho hả? À cái này nó có cái áo bên trong nữa mấy chị ơi. Cái này nó có cái áo bên trong nha. Kiểu như là mình mang yến này đó mấy chị. Chị Quang Cọc với em chị Lan Trần á. Không thì chị em bóp qua bên bay đi rồi. Rồi em báo cà rồi. Rồi con này em có cho mình size M với size L dùng cho em nha. 219 ngàn. 219 S M L.
Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã 80-89 lên size SML dùng cho em 219 ngàn SML 219 nha mấy chị hữu nha. Lên liền cho em mã 89 lên size. Cái này M này đủ SML ấy. SML nha 219 ngàn kèm size vô cả nha. Kèm size vô dùng cho Hải nha. Lên size dùm em. Là con này nó sẽ tặng kèm cho mình một con áo bên trong luôn này. Mà cái áo bên trong nó sẽ trò lắm bà ơi. 219 ngàn 89 ngàn đi anh. Cái áo bên trong của nó rất là xịn nha. Lên liền cho em mã 89 kèm size vô dùng cho em. Size S, size M, size L dùng cho em. 89 em còn SL à? 89 em còn SL với bà ơi. Trời ơi, chị. 89 em còn size SL với chị ơi, 219 ngàn. 219 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 90 size S 189 dùng cho em. Lên liền cho em mã 90 size S. 90 size S dùng cho em đi cả nhà. 189 ngàn. Còn cái này một cái thôi cả nhà ơi, nãy lúc nãy có một con rồi, bây giờ còn một con cho mình là size S. Lên liền cho em mã 90 size S dùng cho em 189 dùng cho em. Lên liền cho em mã 90 size S 189 90 tì tì lì. Rồi siêu phẩm dùng cho em cả đời lắm nè, mấy bà nhìn hàng dùng cho em. Hàng đắt thì nó tất nhiên nó phải đẹp hơn rồi nha mấy chị nha, nó phải xuất sắc hơn những cái hàng minh hàng bôn rồi nha mấy chị nha. 249 ngàn em có cho mình một con size M. Ôi 91 size M nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 91 size M có một con đâu cả nhà. 91 size M nó giống với con màu kem bữa hôm trước đó cả nhà nha mấy chị nha. Chờ lấy chú mẹ mã 91 size M 249 một con. 91 size M 249 Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 92 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 92 size S dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 92 size S dùng cho em 189 ngàn một con duy nhất đó cả nhà. Một con duy nhất nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 92 dùng cho em. 92 này hãy có cho mình là size S thôi cả nhà. 189 ngàn có con thôi. Mà cái set này mới chịu nha. Cái chất dạ của nó làm cho mình dạ hai lớp luôn mấy chị Hiền. Xong nó y như cái chân vái vậy đó. Chân vái ở dưới nha. 189 92 Dương Hoàng Hồ 189. Rồi lên liền cho em mã 93 dùng cho em nè. 93 dùng cho em nè. 93 này em có cho mình màu vàng á, là size màu vàng là size M này mấy chị. 249 ngàn. Lên liền cho em mã 90 93 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 93 hãy có duy nhất cho mình có được có một set nè mấy chị. Một set nha mấy chị hữu nha. 249 ngàn 93 size M. Lo liền cho em mã 93 size M dùng cho em. Chín ba size M là cho em 249 ngàn nha. 249 ngàn dùng cho em. Ở đây mấy chị nè. Con này lúc nãy nó có size S cho mình nè. 90 mấy 94 dùng cho em nè. Lo liền cho em mã 94 dùng cho Hải đi cả nhà. 94 nha mấy chị hữu nha. Đây mấy chị tặng luôn cho mấy chị bằng cái con kia luôn ha. 189 ngàn size S nè. Size S nha mấy chị hữu nha. Chất rất là đẹp luôn cả nhà. Con này mình mặc lên khô nó rất là đẹp nha mấy chị hữu nha. Hàng nó chuẩn quá cả nhà. Size S dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 94 dùng cho em. Lên liền cho em mã 94 size S dùng cho em ha. Size S nha mấy chị hữu nha. Cổ là cổ yếm dùng cho em. 189 ngàn. Quá trời rẻ luôn. 94 lên cho em 189 ngàn nha. 189 ngàn quá rẻ nha mấy chị hữu nha. Lấy bằng hết rồi thì miễn lên. Ta lại còn một con áo dài ở đây. 95 size M dùng cho em 269 đúng không? 95 áo dài ren còn một con này chứ nãy chị nào hụt không? 269 ngàn. Em mới áo dài ren nha mấy chị hiểu nha. Xịn xịn ôi là xịn luôn. Nè. Lên liền cho em mã 90. 95 269. Chứ nó mới về ra 269 ngàn lên cho em. Ai, lên liền cho em mã 96 SM dùng cho em luôn. Lên liền cho em mã 96 249 kèm 95 cho Dương Hoàng Hợp. Rồi lên liền cho em mã 96 lên size dùng em size S size M dùng cho em 249. Rồi 94 lúc nãy 189 cho Nguyễn Thùy. Rồi lên liền cho em mã 96 kèm size vô dùng cho em size S size M. Nói chung vì mấy chị cầm hàng nó khác hẳn rồi. Thì luôn á. Một con á lộn, vậy là có một con S thôi anh ơi. Con 96 này. 96 này đây thì có một con size S 249 ngàn thôi, SM mấy chị nha.
96 em chỉ có S thôi cả nhà ơi. 96 chỉ có S thôi mấy bạn ơi. Sao không có mà em. Mã 97 nè. 97 này em có màu đen là size S thì, còn màu đỏ là size M. Em tặng mấy chị nguyên cái set này luôn, giá là 219.000 nha. Đây mấy chị, tại vì cái hàng nhà này nè mấy chị này, em nhập vô rất là đắt luôn. Cái set giả của nó là hàng rất là đắt nha mấy chị yêu nha. Ok, rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Em có cho mình nguyên set luôn. Màu đen là size M, á lộn, màu đen là size S ha. Còn đỏ của nó là size M. Lên liền cho em mã 97 mấy chị kèm size vô dùng cho em. 96 cho Nhung Trần Thị Hồng. Rồi mấy chị lên liền cho em mã 97 dùng cho em. 97 nha, 219.000. Đỏ là size M, đen là size S dùng cho em. Kèo lấy thì chốt là dùng cho em, mã dùng cho em. Nguyên một set nha mấy chị hiểu nha. Và cái váy bên trong của nó rất là đẹp luôn. Váy bên trong nhìn say lắm cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã 97 dùng cho em. Lên liền màu mã 97 kèm màu vô nha. Màu đỏ là size M, màu đen là size S dùng cho em. 96 em hết rồi. 219.000. Kèo lấy thì kèm size vô cả nhà. Chứ mà cái gì kèm màu đỏ và đen lên chứ em mấy chị ơi. 219.000. 97 đi cả nhà. 97 cho Phượng Trần. Rồi lên liền cho em mã 98. Ôi đẹp ghê chứ. Nghe giống cái đồng. Nó đen rồi đó nè. Đỏ size M hết rồi chị Nguyễn Thầy ơi. Đang còn 97 đen size S thôi. 98 size S dùng cho em 189.000. Mấy chị ơi mấy cái đồng phải hai mặt lai bán túi đó cả nhà. 90 mấy. 98 190. 98 Thảo Ngọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 99 dùng cho em. 99 mấy cái gì đây. Rồi lên liền cho em mã 99 size M dùng cho em. 99 size M 149.000. Nguyên set cho mấy chị hiểu nha, cái này là set kiểu dùng cho em. Set kiểu nha mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã 99 size M dùng cho em. 149. 99 vô chị Mi Mi đằng. À đây mấy chị ơi, đây đây trời. Cái set này chị nào hụt lên lại giùm em đấy. Hay gì đi. Rồi con này lên liền cho em mã dùng cho em mã 100 lên size S M dùng cho em. Đây mấy chị. Lên liền cho em mã 100 kèm size vô dùng cho em. Size S và size M nha, 249.000 nè. Con này quá trời chị chốt luôn á mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 100 lên size dùng em, size S size M dùng cho em. 249.000 dùng cho em, nguyên sức dạ nhưng mà cái chất dạ của nó rất là xịn nha mấy chị nha. Nặng tay và cái sớ dạ của nó nè mấy chị nè. Đẹp lắm luôn. Nãy em có lên cho mình màu trắng nha mấy chị nha. Màu kem kem ấy. Cái này là đen dùng cho em nè. Đen nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 100 kèm size vô dùng cho em. 100 lên size nha. Em có cho mình size S và size M mấy chị lên liền đi. Nãy quá trời chị hụt cái mã này luôn ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 100 kèm size S. 100 size M bông lan 249. 100 kèm size vô đi cả nhà. Size S với size M dùng cho em. Một trăm size M Thu Hồng 249. Rồi lên liền cho em mã số 1 size S dùng cho em, 249 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùng cho em. Mã số 1 size M, à một số 1 size S thôi. 100 em chỉ còn size S thôi. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùng cho em, có size S thôi mấy chị. 249 dùng. Số 1 Mimi là. Rồi lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 2 189 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 2 189 size S. Có được có 2 set đi. Mã 100 lúc nãy bên chỉ còn size thôi mấy chị không? Lên liền cho em mã số 2 có 2 con. 189 ngàn. Số 2 lên cho em vô Hoàng Ngọc. 2 cho Nguyễn Thủy. Rồi số 3 em có cho mình size S size M. Số 3 kèm size S M dùng cho em. Quá đẹp luôn. 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 3 lên size S M 189. Số 3 quá đẹp nha cả nhà nha. Quá đẹp luôn. Số 2 em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em, 189.000 lên size dùm em.
size S với size M dùng cho em đây nè. Nhưng mấy chị yêu nha, hàng HA dùng cho em. Nhìn cái dáng váy nha, cái sớ vải dạ của nó cũng khác nữa. Ok, ok chị ơi, chị Khánh Lam Ngọc nha. Rồi lên liền cho em mã số 4 size S dùng cho em nè. 249.000. Rồi lên liền cho em mã số 4 249 dùng. Cái là 149 luôn. 189. Số 4 249 dùng cho em một con thôi. Một con thôi nha mã. 3 size M cho. Bao mờ vô thì hàng 189. Lên liền em mã số 4 có con thôi cả nhà ơi. 3 xe cho Violet Nguyễn 189. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em 180. 4 Nguyễn Thủy 249. Số 5 size S dùng cho em 189 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em. Số 5 size S dùng cho em 189 ngàn. Mấy chị ơi nhìn dùng cho em này. Hàng nó đắt, mấy chị nhìn cái chất dạ của nó. Nhưng mấy chị hiểu nha, nhìn cái chất dạ của nó sẽ khác hẳn luôn này. Lên okay, liền cho em mã số 5 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5 đi cả nhà. Lan Trần đột rồi em chốt mình gì vậy? Lên liền cho em mã số 5 dùng cho em. Hãy còn cả nhà order hãy xíu nha. 5 cho Mỹ Hiệp. Rồi lên liền cho em mã số 6. Rồi số 6 này chỉ có đúng được 2 con size S, con 249 nè. Lên liền cho em mã số 6 dùng cho em. Số 6 nha mấy chị nha. Nó nguyên cho mình một set như thế này, kèm cho mình một con áo bên ngoài luôn. Mấy chị để ý đi, mấy cái set này mặc lên rất là đẹp nha mấy chị nha. Set 21 không bao giờ mua giá mà 200 mấy đâu cả nhà, lúc nào cũng phải là 500, 600 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 6. Mã số 6 dùng cho em. Chốt liền cho em mã số 6, set 24 nha cả nhà nha. 249 ngàn, size S dùng cho em. Lên liền cho em mã số 6 đi. Số 6 cho em lên cho em 249 ngàn ạ. Lên liền cho em mã số 6 dùng cho em. Số 6 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 7, size S dùng cho em. Số 7 size S. Số 7 size S 149 ngàn. Thì nhớ với hồi mấy chị ơi, cái con này rồi nó hốt giả mang luôn á. Có một con thôi cả nhà, size S dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 7 nè. Mã số 7 nha cả nhà nha, 149 ngàn. 7 có hồng. Rồi lên liền cho em mã số 8 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 8 nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã số 8 size M dùng cho em 149 ngàn. Lên liền cho em mã số 8 size M 149. Có được duy nhất một set thôi. Một set nha mấy chị hiểu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 8. Mã số 8 size M 149 dùng cho em. Số 7 có một con nữa. Lên liền cho em mã số 8. 8 lên cho em 149. Lên liền cho em mã số 8. Có cái này cho không? Một cục đen thui đi, không thấy cái gì chưa. Rồi, có một con siêu phẩm nữa. Mã số 9 dùng cho em 189 nha. Rồi lên liền cho em mã số 9 189 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 9 189 ngàn size S. Có con thôi cả nhà. Một con duy nhất nha. Chị nào mà hết mắt cái form này mấy chị lấy đi cả nhà. Ôi cái đầm mà ở dưới của nó là phố ren nè. Ở dưới là phố ren như thế này nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã số 9 dùng cho em size S dùng cho em 189 189 nha cả nhà nha. 189 dùng cho em cái dáng váy này hàng cũng là 6-700 đó cả nhà. 6-700 nha. Số 9 lên cho em 189 ngàn bây giờ. 9 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã số 9. Rồi lên liền cho em mã số 10 dùng cho em nè. Mã 10 dùng cho em 189 nè. Đúng là cái mẫu này mới là của nhà Lan Lan. Nha mấy chị nha, HA dùng cho em. Nó giống cái màu hồng đúng không? Này có lên con này màu hồng. Cái này là mã số 10 đúng không? Mã số 10 em tặng mấy chị mua 189 nè. Size M. Một con thôi. Con thôi cả nhà ơi. Một con nha. Mời lấy cho em xem màu 189 ngàn. Còn lên liền cho em mã 11 size L. Mời 189 cho chị Đài Trang Nguyễn. Trời ơi, 11 size L dùng cho em 249 ngàn một con mấy bạn ơi. Một con nha. Nè. Size L này mấy chị. Lên liền cho em mã 10
11 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 11 size L. 11 size L 249. 11 phân lên. Gặp một con. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 size F dùng cho em. Lên liền cho em mã 12 size F 249 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 12 size F 249 dùng cho em một con này. Cái con này là đi mua hàng 6-700 đó cả nhà. Cái con đồng như thế này size F nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em. 12 size F một con đó cả nhà. 12 lấy cho em 249 ngàn size F rồi. 12 một con nha mấy chị nha. Cái này con này nó cũng là một con size M nè. Lên liền cho em mã 13 size M dùng em. Anh chị Nhung gì rồi? Nhưng Trần Thị Hồng này hôm trước anh chờ bao nhiêu rồi? Thì đơn mua chỉ cả 500, thì 500 đơn mua. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Chị mới chuyển khoảng 500. Rồi lên liền cho em mã. Rồi lên liền 12 chứ Nhung Trần Thị Hồng. 13 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 13 size M dùng cho em 249 ngàn. Lên liền cho em mã 13. Lên liền cho em mã 13 dùng cho em đi cả nhà. 13 này là em có cho mình size M nha. 13 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 13 size M. 13 đến phượng xe mờ. Rồi lên liền cho em mã 14 size S dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 14 size S 189 nha. Lên liền cho em mã 14 size S 189 100%. Tối nay lên cho mình toàn là hàng HA luôn á cả nhà ơi, nó rất là xịn nha mấy chị nha. Xịn sò lắm luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 13 dùng cho em 14 chứ lục 14 size F nha cả nhà nha. 189 ngàn đầm tiệc đó cả nhà ơi. 16-700 ấy. Hàng 6-700 đó. Chị nào lấy thì chốt rồi dùng cho em mã đi cả nhà. Mã 10 14 đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 15 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 15 size L dùng cho em. 15 size L dùng cho em hiệp 189 ngàn. Lên liền cho em mã 15 size L đầm em mặc em like rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã 15 size L dùng cho em. 15 size L nha cả nhà nha. 189 ngàn size L dùng cho em có con rồi. 15 là 15 Phong Lan size L 189. Cho em cái đầm dạ màu kem với mã size L. Bên kia, bên này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16. 16 size L luôn cả nhà. Ừ. Rồi khoai cái con này để em co thử mặt sao đó chị. Con này cũng size L nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 16 size L luôn cả nhà. 16 size L nha. Nhìn cái xịn đó chị, nó dập ly nha, nó đều tăm tóc luôn đó bạn. Nha. Lên liền cho em mã 16 size L dùng cho em 189 nha. 16 nó vô 189 nha nha. Size L ạ. Là con này nè mấy chị ơi, 17 đúng không? 17 size L này 249 ngàn nữa rồi. 16 độ kính. Nó sực đúng luôn á. Nó có con duy nhất size L mấy chị. Lên liền cho em mã 17 size L dùng cho em một con thôi cả nha. Một con ha, tặng kèm cho mình một cái tag ở đây nữa nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 size L dùng cho em 249 ngàn một con thôi. 17 nó vô 249 ngàn size L. Mười bảy ngay đoạn 249. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 18 dùng cho em. Lên liền cho em mã 18 189 size S. Lên liền cho em mã 18 size S 189 nha. Lên liền cho em mã 18 size S. 18 size S dùng cho em. 18 size S nha. 189 nha. Chị ngay đoạn này trước nói sao. 17 size L cho Nguyễn Thầy ha. Chị ngay đoạn không có mẫu 17 gì nha. Ở đây mấy chị nè. Ít ép luôn nè, chị nào không chốt là em nha. Đây mấy chị một. Em bỏ mình ra rồi chị nói là anh chốt chị khác rồi. 189 ngàn này mã mấy không? 19. Mã 19 189 size XS nè. Chị nào mà tầm khoảng là 45-46 cái đổ lại là không cần đi bốt luôn á cả nhà. Nha, không cần đi bốt eo bốt gì đó, mặc vừa là vừa khít luôn á.
18 dung dung 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em này. Rồi lên liền cho em mã 20 kèm nai cho mình luôn 189. 19 nước đế cho nghe rằng size M. Rồi lên liền cho em mã 20 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 20 size M là kèm nai như thế này nha mấy chị yêu nha. 20 size M dùng cho em. 20 size M dùng cho em 189 đầm dạ. Cái cục này em bán giá này không biết là em bán lỗ luôn á cả nhà này. 20 đầm dạ là như em 189 ngàn à. 20 189. Rồi lên liền. 20 dung trần thì hồng. Wow. Ôi xoay lờ nè mấy chị ơi, một cái đầm đi chứ không. Từ khoan để em coi thử cái này em có mấy màu cho mình chút nè. Lên liền cho em mã 20 một. 21 em có cho mình hai con màu kem xoay lờ, màu kem xoay lờ, màu đen xoay lờ luôn. Mã 20 một. 21 xoay L nè, trời nó đẹp mấy chị ơi. Màu kem, á màu kem nó khác nha, hai màu nó khác nhau hoàn toàn mấy chị ơi. Hai mẫu nó khác nhau hoàn toàn ấy. Con này có cho mình và bẹt vai này, rớt vai này. Con này là cúp ngực nha. Rồi lên liền cho em mã 21 kem là size L nha. Đen là size L luôn. Lên liền cho em mã 21 dùng cho em. Hai mẫu khác nhau nha chế nha. Con này là cái tay của nó lên như thế này nè. Nha, size L nha cả nhà nha. Giờ lấy 21 lên là mã 21 kem màu với em à. Dùm em, màu kem màu đen. Mốt kem với đen nha. Cuối cùng là chị đổ kính lấy cái gì. Đây mấy chị nè, 189 nha. Hai mốt đen cho mày đẹp. Hai mốt đen cho một kem à. Con màu kem đó là nó có tay lên nha, chứ không phải là nó cúp đâu cả nhà. Em tưởng nó cúp mà không, nó lên tay. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 22 dùng cho em. Trời ơi, chưa tổng nữa là. Hai mốt kem cho đổ kính. 22 dùm cho em. Lên liền cho em mã 22 dùm cho em. 22 này em có cho mình size S 189 nè. Lên liền cho em mã 22 189 dùm cho em khác vai. Mấy chị cầm mấy chị nhận con đầm này lên cả nhà ơi. Nó nặng hơn 1 kg luôn á. Nó nặng hơn 1 kg nha mấy chị nha. Chắc dạ của nó là dạ dày luôn mấy chị. Dạ xịn nó mới chịu nha. Mấy chị cảm giác cái đầm mình lên nó rất là siêu xịn luôn á. Hàng 6-700 á. Một con đâu cả nhà, size S mà mấy. 22 dùm cho em. 189 nè. Hai à, dung trần thì hồng. Rồi lên liền cho em mã 20, 23 gì nha, chị hàng cô đi. Rồi lên liền cho em mã 23 này. 23 màu đỏ là size S này. Lên liền cho em mã 23 189 size S. Lên liền cho em mã 23 size S 189. 23 nha. Mình săn nó khó nhưng mà hàng nó đẹp lắm cả nhà. Em cũng đi lấy mấy cái hàng này khổ lắm á, nha mấy chị nha. 23 dùm cho em 189 ngàn size. Rồi lên liền cho em mã 24 dùng cho em nè. 24 189 size S luôn. Con này đem trước quá trời hot luôn mấy chị. Thiệt luôn á, cả nhà nè. 23 cho Dương Hoài Ngọc. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 24 dùng cho em. 23 có một con mấy chị ơi. 24 size S dùng cho em quá đỉnh luôn á cả nhà. Nó có một con thôi nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 24 đi thế vào luôn. 24 Dương Nguyên Nguyên 066. 690 ngàn mấy chị. Vì mấy chị cua ở trong cái tem này nó có giá nè. Đây nè mấy chị nè, 690 ngàn. Cái đàm tây đeo bán 690 ngàn. 20 mấy nè. 25 dùng cho em. Đây mấy chị, 690 ngàn mấy chị. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em. 25 size M dùng cho em 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 25 size M dùng cho em. 25 size M 189. Lên liền cho em mã 25 size M dùng cho em 189 nha. Chốt liền cho em mã 25 size M đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 26 189 size S. Lên liền cho em mã 26 189 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 26 size S 189 nha. Có một con duy nhất luôn. Nhà HA dùng cho em, rồi nó đẹp quá cả nhà ơi, nhìn chắc nè mấy chị, ren của nó nè. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 sao? 26 dùng cho em, 189 dùng cho em, 26 dùng cho em, có con khách mới thì đúng mã đẹp tương tự cho em 25, 189 cho Phạm hơn. Rồi lên liền cho em mã 20
27 dùng cho em. 27 này em có một set thôi cả nhà. 26 Lê Bảo Trinh 249.000 set. Lên liền cho em ở 27 dùng cho em. 27 này có đúng duy nhất một set nha, 249.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 27 dùng cho em 249. Lên liền cho em mã 27 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 28 size M dùng cho em. 28 size M 249. Set 3 món dùng cho em. 28 size M dùng cho em set 3 món chứ lục. Set 3 món nha cả nhà nha, là một con chân vải này. Kèm cho mình là một con áo này. Kèm cho mình một con áo khoác dạ luôn hả? 27 Thu Hồng 249. 249. 28. À 28. Chị Thu Hồng ơi, chọn thêm thì cọc giúp em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nha. Em cầm chị cái áo này. Thu Hồng chọn thêm thì cọc giúp em ạ, 28 như Hoàng Ngọc. Rồi lên liền cho em mã 29 size S dùng cho em. 29 size S 249 áo dài. Hèn size S nhìn nó vừa người quá hèn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 29 dùng cho em thiệt ấy. Dài nó đẹp lắm cả nhà ơi, cái con này mình mặc lên là y mẫu luôn á, nó vừa người lắm cả nhà. Yêu nè, mặc nó vừa người nó đẹp lắm nha. Lên liền cho em mã 20. 29 dùng cho em 249.000 size S dùng cho em có một set thôi cả nhà. Một set áo dài. 28 em mới lên mã 29 cho em 249.000 ạ. 249.000. Lên 29 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em. 30 size M dùng cho em 249.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em. 30 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 30 size M 249 dùng cho em. 249.000. 29 dùng nha. Rồi lên liền cho em mã 30. Lên mã 30 lên cho em 249.000 ạ. 30 Phong Lan 249. Rồi lên liền cho em mã 31 size L dùng cho em này, 189.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ôi áo quá đỉnh nghe. Áo đẹp nha cả nhà nha. Áo đẹp mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Năm ấy. 31. Mã 31 dùng cho em. 31 này là size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 size L dùng cho em. 31 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 size L đi mấy chị. Rồi rồi anh con lại nhìn cái áo. Sao chị con ghét hết mà. Con vô cùng đúng không? Đầu phải không nhỏ? Sắp lên thôi đúng không? Mặc cô hữu nhỏ từ trong này mặc cô xuống đất lên rồi. Mấy chị ơi cái mã 31 nó hay bỏ. Rồi lên liền cho em hả? 32 dùng cho em 249.000 size S. Trời ơi, mấy cái set này, mấy cái set kia chung mua là bán có nhiều cái sẽ bị lỗ rồi đó cả nhà. Lên liền cho em mã 30, 32 size S dùng cho em. Mấy cái này có nhiều cái sẽ bị nhầm giá chắc me luôn. Bye lên với em chơi vô Hoàng Ngọc 249. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33 dùng cho em. 33 nha cả nhà nha, 189.000 đầm tiệc dùng cho em. 33 size S đầm tiệc 149. Á là 189.000. Rồi lên liền cho em mã không chỉ độ kính nha. Ba mấy anh? 33. 33 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33. 33 size S dùng cho em 189.000. 33 lên cho em size S 189 ạ. Để ngày mai em coi lại nha mấy chị nha, thì em thấy nó lạ lạ sao á. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em 189 luôn cả nhà. Lên liền cho em mã 34 đầm tiệc dùng cho em 189.000 size S luôn. Lên liền cho em mã 34, cái này về mấy chị ủi ra dùng em thì tại vì em cũng bóc xíu cả nhà, xong rồi em ở cái hàng nó như thế nào là em mở ra em like luôn á. Vì mấy chị ủi ra mình thấy nó sẽ đẹp mắt hơn nha cả nhà nha, thật sự luôn á. Cái đồ gì cũng vậy cả nhà ơi, vì mình cầm mình ủi ra nha mấy chị ơi nha. Chị nào bán số ủi ra nhìn cái hàng nó sẽ khác nha mấy chị ơi nha. Nhìn nó khác lắm nha mấy chị ơi nha. Nhìn nó đẹp gấp 4, gấp 5 lần em like luôn á. Em like nó hơi bị xấu nha mấy chị ơi nha. Kiểu như nó không có là, không có lượt gì hết trơn cả nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? 35 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 35 dùng cho em. Quá đẹp luôn á. Con 5 em coi được mấy con. 35 size S dùng cho em 189 ngàn.
Lên liền cho em mã 35 size S dùng cho em 189 ngàn. Trời ơi quá đẹp nha mấy bạn nha. Quá là xuất sắc luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em. Đây gu của em đó cả nhà, cái này là gu của em nha. Rồi lên liền bao nhiêu rồi Ngọc? 35 189. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em. 35 Mỹ Hiệp 36 189 ngàn size M. 36 189 size M. Lên liền cho em mã 36 189 size M. Bờ 36 36 cả nhà ơi, 189 ngàn size M. Rồi lên liền cho em mã 37 size S 189. Rồi lên liền cho em mã 37 size S 189. Em thấy mấy bạn đi mua đi tiệc mua mấy con đầm này đắt lắm á cả nhà ơi. Đúng không? 369 Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 37 dùng cho em size M dùng cho em. 37 size gì? 37 size S thôi cả nhà ơi. 37 size S 189 ạ. 189 ngàn. Lên liền cho em mã 37 đi cả nhà. Mình mua về đi cả nhà, mình để trong tủ cái mình mang đi tiệc mình lấy đó mình mang đi. Em mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 39 dùng cho em. Ba mấy? 38. 38 dùng cho em. Lên liền cho em mã 38 189 luôn size S luôn. Siêu phẩm. Siêu phẩm, siêu phẩm nha. Siêu phẩm của siêu phẩm đó cả nhà ơi. Ba lắm giờ chơi vô Hoài Ngọc. Rồi lên liền cho em mã 39 dùng cho em luôn, 189 nha. Lên liền cho em mã 39 189 size S. Lên liền cho em mã 30. 39 189 ngàn size S. Cái cục này là của Trúc Anh Phạm nha mấy chị. Chị nào có xem like Trúc Anh Phạm không? Nha, Trúc Anh Phạm là hàng vàng, là hàng 8900 không đúng vậy nha. 8900 không đúng. Có Trúc Anh Phạm nha, trong lên này có Trúc Anh Phạm. Chị nào mấy chị bật sợt ra đi. Sợt ra Trúc Anh Phạm đi cả nhà ơi. Mà nhớ 189 hàng. Bây giờ Nguyễn Phương Hàm. Rồi lên liền cho em mã 40 size M dùng cho em 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 size M dùng cho em. Hàng Trúc Anh Phạm này cả nhà. Nha, Trúc Anh Phạm dùng cho em lúc nào hàng cũng phải là trên 600 đổ lên đó cả nhà. 600 đổ lên đó cả nhà nha. Đúng mươi ngay đoạn. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em nè. 41 dùng cho em. Lên liền cho em mã 41 tặng với chị luôn 189 ngàn luôn. Không biết lời là ai sao đó cả nhà nghe. Bán 189 ngàn cái đầm như thế này. Thiệt luôn á, bao giá luôn á cả nhà. 41 cho em 189 ngàn à. Nha, bao giá toàn quốc luôn á. Những cái hàng như em like như thế này nè mấy chị, lần mấy bạn ôm sale là bạn bán trên 200 nha. Còn những cái set dạ là trên 300 đó. 41 vô rồi Ngọc. Em like giá siêu rẻ luôn. Rồi lên liền cho em mã 40 42 dùng cho em. 42 189 luôn size S. Quá đẹp luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 42 size S dùng cho em 189 nha. Lên liền cho em mã 42 dùng cho em 42 nha, có con thôi. Quá trời rẻ luôn á cả nhà ơi. 42 Quỳnh Giang. Đây nè, hàng Trúc Anh Phạm quá trời luôn. 43 dùng cho em. Lên liền cho em mã 43 189 luôn. Lên liền cho em mã 43 189 nha. 43 189 nha mấy chị nha này. Hàng Trúc Anh Phạm nè mấy chị gõ ra đi, sợt ra Trúc Anh Phạm đi mấy chị nghe giá biết liền rồi mấy chị. Nha. Lên liền cho em size S luôn cả nhà, 43 dùng cho em 189. 43 nha, 189 cho Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã 40. 44 chết cha rồi trời. 44 dùng cho em nha. Đây mấy chị ơi, 249 ngàn size F dùng cho em. Ôi, 600 nha, 600 đó mấy bà ơi, hàng đẹp luôn á. Chứ không phải hàng lên đâu nha. Size ghê luôn á. Mà mấy anh? 44 dùng cho em. 44 vô rồi Ngọc, 189. Lỡ gỡ ra rồi phải like. 249 ngàn. 249 ngàn. Chết đó. 44 là 249 cái gì nhở? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 45 dùng cho em. 45 dùng cho em 249 ngàn size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 45 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 45 size M. Rồi em không lấy được con đó em tiếc, tại vì có một con lỡ đưa ra rồi không lấy. Không chốt cho khách thì không được.
à, 4 mấy hả? Dạ. 45 dùng cho em 249.000 size M. 45 Quỳnh Giang. Còn lên liền cho em mã 40. 46 size M luôn cả nha. 46 size M nha mấy chị hiểu nha. 46 size M set dạ 249. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 46 size M dùng cho em. 46 size M 249 dùng cho em. 46 size M đi cả nha. Cái này, 45 này em có cho mình size S, size M ở cả nhà. M đúng không? 45 có S, M đó cả nhà. Cái này, 45 có S, có M này. Lên liền cho em ở 45. 46 Phong Lan. 45 kèm size vô cho em này cả nhà. Nãy chị nào hụt thì lên lại dùng cho em. Nó có được có mấy con này. Size S, size M dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 45 đi cả nhà. Lên liền cho em 46 Phong Lan á. 45 này mình kèm size vô cả nhà ơi, size S, size M. 45 kèm size vô cho em đi cả nhà, size S, size M. Đầm em mặt nó hốt rồi cả nhà ơi. 45 thêm S, 249 cho Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã 47 dùng cho em nè. 47 size M. 45 M cho Hà Thanh. 47 size M dùng cho em 249 nè. Lên liền cho em mã 47 size M 249. Đi sỉ là 600 rồi đó cả nhà nghe. Cái con này nè, đi sỉ là 600 nha mấy tình yêu nha. Đây nè, vì mấy chị cầm hàng đi từ cái áo nha mấy chịu nha. Tới cái chân vải cho mình luôn cũng đều đẹp hết á. 249 nè. 45 M cho Hà Thái. Lên liền cho em mã 47 dùng cho em. 47 lên cho em 249 á, cho như Hoàng Ngọc. Rồi lên liền cho em mã 48 size S dùng cho em 249 nha. Rồi lên liền cho em mã 48 size S dùng cho em 249 dùng cho em. Lên liền cho em mã 48 dùng cho Hải nè. Lên liền cho em mã 48 với dạ dùng cho em 249 một con. Cái nào em? Ở đâu nhỉ? Cái gì em? Cái này à? Bốn tám Teresa. Còn lên liền cho em mã 49 size L dùng cho em. 49 size L 189 dùng cho em. Lên liền cho em mã 49 size L. 49 là lại có size L nha, 189 nha. Lên liền cho em mã 49 size L. Mấy chị nào mà chưa chốt được áo dài mấy chị ơi, hẹn mấy chị ngày mai. Trưa mai đi cả nhà, tại vì nó gửi em nó bị thiếu một cục hàng á. 49 cho Phong Lan 189. Nên là hẹn mấy chị mai thì áo dài cũng còn mấy mẫu ấy. Rồi lên liền cho em mã 50 size S dùng cho em 249 nghìn. 50 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 50, nó giống cái con lúc nãy mà nó là màu kem nè. Size gì đấy? Size à? 50 size S dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 50 size S dùng cho em. 50 size S nha, có một con đâu cả nhà ơi. 249 nghìn. Hết cái gì không anh? Đây này mấy chị. Thì cũng là ôi hàng trước anh Phạm 50 CS 249 cho em ạ. Hàng mấy trăm ngàn đúng không ấy. Size S, size gì? Tôi có cái này. M S. Mấy chị ơi. Hả? S, M. S, M dùng cho em 189 ngàn. Lên liền cho em mã 51 lên size dùm em. 51 kèm size nha. Size S, size M, size L cả nha. Á lộn, 50 mấy? 51, 189. Em có cho mình size XS. SML luôn mấy chị, hàng chút anh Phạm nè. Mấy chị ơi, hàng chút anh Phạm mấy chị cứ yên tâm đi, hàng nó rất là đẹp luôn, nó xịn sò. 51 kèm size lại giúp em ạ. SML mấy chị nhá. Dùng cho em mã 51 lên size dùm em. Size XS, size S, size M, size L luôn. Trời ơi quá trời đẹp luôn mấy chị. Đầm chị mặc hết rồi Thu Anh ơi, chị like có 100 mấy luôn rồi, hãy 100 mấy đấy. 169 là 179 ngàn. Thanh Ly lấy rồi. Trời ơi Thanh Ly ơi, ghế lấy hàng dùm chị với em ơi. Cái đấy chưa em? Ra cái chỗ lấy hàng cho mi đó mình mới cũng nhớ cái thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 52. 51 CM Chính Nguyễn. Rồi 52. Này nhìn cái 51 L Quỳnh Giang. Khác đúng không? Nhìn cái tay nó không khác nè. 52 189 size S. 52 189 size S. Nhìn nó chung là cuối tháng 12 này mình ghé lấy cái gì Thanh Ly ơi.
một con nè, HA nhìn nó khác mấy chị. Hãy cầm cái đầm lên, hãy thấy nó khác. 51 ở đây cho Thanh Ly. Năm 2 là 189 nha. Rồi 53 dùng. Năm 2 Quỳnh Giang. 53 size S dùng cho em 240 dùng cho em 249 nha cho anh nha. 249. 51 size L cho em Hoàng Mai. Rồi lên liền cho em mã 50. Bà. 53 dùng cho em size S dùng cho em 249 thử coi size gì. Coi size rồi cả nhà. 51 em đi còn size S rồi xem bà thì được đến ơi. Rồi lên liền cho em mã 50. Năm mấy mấy? 53 dùng cho em 249. Năm mấy nhung Trần Thị Hồng. Nghe nói chị nhớ cái này chị không có được. Rồi lên liền cho em mã 54 dùng cho em. 54 em có cho mình size M 189 nè. Rồi lên liền cho em mã 54 size M dùng cho em 189 dùng cho em. 54 size M dùng cho em 189. Xuất sắc luôn á. Nói chung là từng đường kim mũi chỉ nha mấy chị hiểu nha. Chất vải của nó luôn nha mấy chị hiểu nha. Nhìn nó khác lắm. Nó rất là đẹp nha mấy chị hiểu nha. Rồi lên liền 51 em cho chị Mơ Hiền. Rồi lên liền cho em mã 50. 54 lên size M dùng cho em 189 nha. Lên liền cho em mã 54 size M. 54 size M nha cả nhà nha. Nút của nó cũng đẹp. 54 đang được Nguyễn Vũ. Lên liền cho em mã 54 size M. Em có cái áo dài. Năm tư lấy cho anh xem là 189 ạ. Năm tư cho Thanh Phương 189. Rồi lên liền cho em mã 55. Em có SM nha cả nhà nha. 249 nha. Áo dài rất là đẹp luôn. Mà em cũng lấy một con rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 249 nha. Mà rất là xịn sò nha mấy chị nha. Siêu siêu xịn sò luôn. Lên liền cho em mã 50. 55 dùng cho em. 55 dùng cho em size S size M dùng cho em 249 ngàn. Xịn lắm cả nhà ơi, nãy em cũng xí liền một con size S. 249 dùng cho hàng HA luôn, nặng tay lắm. SM dùng cho. Ôi áo dài này có size L luôn cả nhà ơi. 55 SM 249 cho Quỳnh Giang. Cái này con xin không? Mấy chị ơi, chị nào mặc áo dài sát heo không? 50 mấy? 56 nè mấy chị, áo dài con gái nè, 249 ngàn. Ôi sát eo mấy chị ơi. Sao gì M. M. XL cả nhà. Lên liền cho em mã 56. M.XL mấy chị, em có sỉ cả nhà ơi. Nhưng mà bây giờ line này gần hết rồi đó cả nhà. Nghỉ Tết rồi mấy chị. Line này sắp nghỉ Tết rồi nha. Ngày mai nữa là ngày mốt đi đơn đó cả nhà nghe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ấy, đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 56 em có cho mình size XL với lại size M nha. Em mới chị XL với size M. Đó hử, mở ra cho. Cái đó mở. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 56 em có M với có XL nha, M với XL. Một con 249 ngàn. Năm sáu leo nhung Trần Thị Hồng. Đừng nói ra, đừng tìm. Năm sáu mời chính Nguyễn. Năm sáu em cầu con xem mời giờ lấy về với em ạ. Hãy chút mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 57 size XS. Năm sáu em hết size XS rồi, bây giờ còn một con xem mời, một chiếc xem mời thôi. Này mình sửa lên. Trời ơi size XS này mấy cái ơi. Mua mấy này là vì đỡ phải đi bốt, mà những ai mà gài như Hải là đỡ phải đi bốt nè mấy chị. Hãy mua đầm hãy bốt không, xong rồi bây giờ đâu có bát lại được cả nhà ơi. Không thể nào bát lại được luôn á. Thiệt luôn á. Rồi lên liền cho em mã 50. 57, 249 ngàn. Con này còn xây gì đây. Rồi lên liền cho em mã 58 SM dùng cho em nè, 169 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 58 lên size SM, 169 ngàn luôn cả nhà. M không à. M không cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 58 size M dùng cho em 169 ngàn. Nhưng mà rất là đẹp nha mấy bà nha. Đây nè. 557 gì? 249 ngàn. 57 với ngay là 249. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 à. 58 em có cho mình size M nha. 169 ngàn thôi cả nhà. 169 dùng cho anh. Lên liền cho em mã 58 size M 169. 58 cho Ngọc Hân 464. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 58 size M 58 cho Đoan Đồng Nguyễn Phổ. Cái tên của nó đi. Cái máy mà hạ kèm sơn thợ.
Mã cái số điện thoại liên hệ với chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 59 size S dùng cho em đi cả nhà, 249 ngàn. 58 thí diện. Rồi SM dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 59 kèm size vô dùng cho em. 58 Thanh Phương. Rồi lên liền cho em mã 59 size S dùng cho em, 249 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 59 dùng cho em. Cái này mang lên 58 nhân Trần Thị Hồng. Cái này mang cực kỳ 58 Bé Phan. Sang lắm đó cả nhà nghe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 59 dùng cho em. 59 này có S đâu cả nhà ơi. 59 này có S rồi. 59 size S dùng cho em cả nhà ơi. Kéo đẹp, chân váy cũng đẹp luôn. Thật sự cái chân váy của nó giật ly rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 59 size S dùng cho em, 249 ngàn dùng cho em. 249 cả nhà ơi. Chị Thúy Diễm, chị Thanh Phương hết mới chọn thay mình cọc với em 100 hoặc 200 mà tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nhá. 59 lấy em 249 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em size M. 59 này có size đâu mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã gì? Thứ tư em mới gọi trong đơn ạ. 60. 60 size M dùng cho em. 60 size M 249 có set nè. Lệ đi mấy bạn. Thứ tư em mới gọi trong đơn mấy chị nhá. Tâm với cái này nó có mỗi thứ một set không mà. Nha, một set kho người ta mới sale đó cả nhà ơi. Chứ cái hàng này người ta bán 600-700 ngàn, người ta sale này người ta lỗ lắm. Lên liền cho em mã 60 à. 60 size M đi cả nhà, nguyên cái set dạ luôn. Rồi lên liền cho em mã 61 SM 249. Rồi lên liền cho em mã 61 249 ngàn. Mã 69 Nho Nguyễn Thương. Rồi lên liền cho em mã 61 kèm size vô cho em, size S, size M. Chị Nguyễn Thương vậy đó mã nào chị ơi? Bên mới lên mã 5960 mà chị ơi. Cái này mình sẽ mặc cúp ngực vô nha mấy chị ơi nha. Mặc lên nó đẹp lắm. Tụi em cầm xong mà nó kinh khủng hết trơn. 60 cho Nguyễn Thương. Lên liền cho em mã 61 kèm size vô dùng cho em, size S, size M. Con này mặc lên đẹp lắm. Các bạn có thể mặc được cúp ngực như thế này hè. Mà cái chất của nó mê lắm cả nhà ơi. 249 ngàn. S1. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 61 kèm size vô dùng. Size S và size M dùng cho em. SML luôn trời ơi. Đúng quá vậy. SML mấy chị ơi. 61M Quỳnh Giang. Lên liền cho em mã 61 kèm size SML luôn. 61 lên size dùng em. Size S, size M, size L luôn mấy chị ơi. L luôn cả nhà ơi. Có mua S cho nè đủ. Có L kìa cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 60 à. 62 61 L Quỳnh Giang. Sang nhờ. 189 ngàn. Lên liền cho em mã 62 size M dùng cho em. 62 size M nha. 189 ngàn. Sang quá cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 à. 62 dùng cho em. 62 size M có con không? Kịp, phải xuất sắc. Số 2 Trần Quỳnh Nga 189. Ok, thí diễn nhưng mà chị muốn chọn thêm để gặp với em chị ha. Đem đơn này gom chơi mấy chị đến thứ tư mới gọi chốt đơn ạ. Ok, chị ra đổ ạ. Mã 60 3. 63 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 63 size M dùng cho em. 63 size M dùng cho em 159 ngàn một con thôi cả nhà. 63 size M nha, 159 một con duy nhất hàng HA luôn cả nhà. Nha mấy chị ơi nha, giá em like là 159 ngàn nha mấy chị nha. Chứ mấy chị đi mua ở ngoài là hàng 500 đó. Chơi 500 nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã 63 size M. 63 159. 159 ngàn. 63 đâu được Nguyễn Vũ. S. 63 em có S được không cả nhà? 63 S này cả nhà. Đúng rồi chị Thí Diễn. Hai cái gì cọc với 100 ngàn mà tài khoản đi là tốt chị nhá. Tại vì hàng này còn hàng 200 mấy không chị ạ? Còn lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 63 em có một con S đó cả nhà. 63 em có một con S ha. 63 em có một con S rồi. Lên 63 em có một con S rồi. Mã 64 SM dùng cho em 159 ngàn. Lên liền cho em mã 64 lên size dùm em. 64 kèm size nha. Em có cho mình size S, size M dùng cho em. Ôi đẹp quá hề.
nhìn cái dáng váy nó bình thường cả nhà, nhưng mà nó có cái này nè mấy chị. Sao mình vô cả nhà, nhìn cái eo của mình nó gọn nha cả nhà nha, cái điểm nhấn á. Lên liền cho em mã 64 kèm size vô dùng cho em. 64 lại có cho mình đủ size nha, size S, size M luôn cả nhà. Giá là 159 ngàn thôi. 64 lên size dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 64. Chứ sao làm gì có màu nâu đâu. Màu nâu đâu nhỏ chị có. Lên liền cho em mã 64. 64 đi cả trời ơi. 159 ngàn. Số tư size M cho đồng miệng ngủ. Còn này nữa. Rồi cái áo này nó tới 2XL luôn mấy chị. 2XL luôn á. Còn mà không? Mà để quay nha. Mấy chị nè, 2XL luôn mấy chị. Lên liền cho em mã 65 2XL luôn. Tầm hãy mặc hết rồi chị Misali ơi. Chị Misali vô bị trễ rồi. Rồi lên liền cho em mã 6. Số tư M Nguyễn Thanh Dung hết mã số tư size M bị còn số tư S rồi. 65 em có 2XL luôn cả nhà. Nha. 65 2XL 249 ngàn một con duy nhất. Chờ lần đầu tiên mình bán được mấy cái size to lắm đó chị. Chị ôm được mấy cái hàng này cho con. Ôi. Lên liền cho em mã 65 size 2XL cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 66 size M dùng cho em 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 66 size M dùng cho em. 66 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 66 size M dùng cho em ha. 149 ngàn có một con duy nhất thôi. Size M dùng. Mã 63 lúc nãy em đầm nhung đỏ ra chỉ còn xét đó thôi chị Sóc Nhí hả? Mấy chị cầm cái con hàng HA lên đi cả nhà ơi, nhìn nó size khác hẳn luôn, em nói thiệt luôn á. Nha cả nhà nha, cái giá này em like là siêu rẻ khi ăn cuối năm cho mấy chị luôn. Lên liền cho em mã 65 65 là 249 ngàn, 66 là 149 ngàn. 65 cho chị Hoàng Thị Thu Trang. Rồi 67 dùng 66 nhung Trần Thị Hồng. Cái nào mùa này mới bà mặc mà Tết mà đi du lịch là đúng bài luôn. Hoặc là qua hè cả nhà mặc là thôi nhức nách nha. Rồi lên liền cho em mã 67 size M 149 ngàn. Lên liền cho em mã 67 size M nha. 67 size M, nếu mà chị nào mà mua về bán shop cái này mấy chị không có cần vội bán nha, đảm bảo hàng mấy bà sẽ đi nhập mấy con thành dương à. Trên hàng 300 đó cả nhà, vẫn là hàng của HA dùng chưa. Size M dùng chưa. Size M nha. Lên liền cho em mã 60, 67 dùng cho em. Trời cái này mà mặc đi resort, đi du lịch, đi biển là thôi luôn á. 149. Số hãy Quỳnh Giang. Phải Nguyễn cái mới mã này số nợ lại cho em ạ. Lên liền cho em mã 67 đi cả nhà. Rồi 68 size S dùng cho em. 68 size S dùng cho. Lên liền cho em mã 68 size S 169 ngàn. Lên liền cho em mã 68 size S 169 có con duy nhất. Một con nha khách nha. 68 size S. Số 7 em cho gì không? Rồi lên liền cho em mã 68 size S dùng cho em. 169 dùng cho em có con duy nhất. Một con thôi. Số 7 Phương Hoa. 68 size S dùng cho em. Con cái con này còn. Cái gì? Cái gì? Số 8 lên liền 169. Số 8 Nguyễn Phương Hàm. 69 size L dùng cho em nè. 189 ngàn. Rồi em nãy em mấy chị ơi. Số 8 Quỳnh Giang. Các bạn like con này 600 ngàn đó cả nhà. 600 ngàn nha. Có màu kem với màu đen á. Số 8 Nhung Trần Hồng. Nãy em có lên kem rồi nha. Còn cái này là đen. 69 size L dùng cho em 189 ngàn. 69 size L, hàng 600-700. 69 này size L, cái gì hả? 189 ạ. À. 69 size L, mình ra 189. Ôi, con này nó đẹp mà, sao lại tròn. Sáng chưa lắm nè. Không á. 70 dùng cho em. Đây mấy chị, để em chỉ nha. Đây là mấy chị. Mã 70 dùng cho em. Chị còn một bao nó bị thiếu hàng, nó thiếu một bao hàng nữa cả nhà. Từ từ 70 nha, qua này nên này mới bà thấy không. Cái này xong nó bị nổ đây một chút xíu nè. Rồi hãy tặng mấy chị luôn ha. Em mấy chị 200 mấy nè, hãy tặng mấy chị nốt luôn 139 ngàn. Nhưng mà không có thấy rõ đâu nha mấy chị nha. Không có thấy cứ con nằm đâu, tại vì nó mấy tiểu tiêu rồi cả nhà. Cái tiểu tiêu nha mấy chị nha, tặng mấy chị nốt luôn 149 ngàn. Sai gì đây. Hàng của Trúc Anh Phạm size M. Chị nào lấy chốt liền cho em mã 149 đi, anh ghi 119 đi, đừng ghi 170.
lên loại 70 kèm giá 149.000 thôi ạ. Lên loại 70 kèm giá 149.000 mấy chị ạ. 70 được cả nhà. 70 như Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 71 dùng cho em 149 size S luôn. Rồi lên liền cho em cái này mặc quần 1 đẹp về. Thì lên liền cho em mã dùng cho em nhìn cái hoa thấy tươi rồi đó cả nhà. 71 149.000 size S một con đầm nhung. Nhìn là thấy tươi rồi đó cả nhà. 71 lên cho em 149.000. Lên liền cho em mã 71 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 72 size M dùng cho em. 72 size M luôn cả nhà. 72 size M 149.000. Cái này ủa ra dùm em nha. Trời ơi em nhìn cái đầm em bán em buồn nghe. Hàng người ta bán 600-700 ngàn mấy bà ơi. Đây này 450 ngàn nè. Mấy kaki là giá sỉ đó cả nhà, chứ không phải là giá lẻ đâu nghe. Tại vì cái này là ôm tặng kho luôn á. Ôm giá sale tặng kho luôn á. Size M dùng cho em. Tặng mấy chị luôn 149 ngàn. Hương Giang khách mới mà kèm sơn thời cho em. Em mấy chị 400 mấy nè. 400 149. Đẹp lắm á chị. 72 cho đoàn thuộc Nguyễn Phụ. Không cả nha. Bái mở từ trong bao ra nó hơi bị nhăn một chút xíu. Rồi size M dùng cho em hả mấy? 73 dùng cho em. 73 size M dùng cho em 149 ngàn. 73 size M 149. Rồi lên liền cho em hả 73 size M dùng cho em 149 ngàn. 73 dùng cho em HA luôn. 73 size M. 71 luôn hả cho Hương Giang. Lên liền cho em mã 73 kèm size vô đi cùng em. 73 size M 149 ạ. Rồi lên liền cho em mã 70. 74 size M luôn 149 ngàn. Cái chị ơi set này đẹp nha. Thề luôn cái chân quái rất là xịn luôn á. Rồi lên liền cho em mã 74 size M dùng cho em 149 ngàn. 74 size M dùng cho em. 74 size M nữa chị. 74 size M hàng nâu. Trời ơi nhưng mà cái chân quái đẹp quá. Yeah, cái chân quái nó làm cái form mấy chị thấy không? Ê, cái chân quái mà mình mua hàng mà 200 mấy ngàn cả nhà. Chân quái nhũ đá 200 mấy ngàn ấy. 74 size M dùng cho em 149 dùng cho em. Cái này HA luôn nghe. Nhưng mà cái này em về nhiều giá lắm. Cái set dạ mà kia là nó sẽ giá khác nữa đó. 74 149 dùng cho em. 74 cho Quỳnh Giang. Còn có size S size M luôn nghe. 74 đó kìa mấy chị đang chốt M đó. Anh chốt đi. Thì nào S là người ta kèm hết luôn. 74 kèm hết luôn. 74 M cho Thi Khôn Đặng. Giờ lấy 74 S lên mà 74 S. Giờ lấy 74 M lên mà 74 M cho em ạ. Giờ lấy 74 S thì kèm S vô dùng em không. Thì nào lấy M kèm M. Tư M nhung Trần Thị Hồng. Trời trời. Mày đỡ. 74 em còn S rồi. Đỡ mua dây chuyền kim cương chiếu lấp lánh luôn á chị. 70 mấy? 75 size M dùng cho em nè. 189 ngàn. Lên liền cho em mã 75 size M đi cả nhà. 75 size M nha. 189 ngàn. Chiếu còn hơn kim cương nữa mấy bạn ơi. 75 Quỳnh Giang. Sao vậy? Đây mấy chị ơi 76 nè mấy chị. 189 ngàn size M nè. 76 size M 189. Mấy chị nhìn như vậy thôi chứ cái dáng ngắn mấy chị may nó sẽ tiện hơn cả nha. Nha mấy chị ơi nha. Cứ như mấy cái dáng ngắn như mà chị may giày cao gót luôn nữa. Nha mấy chị hết dáng cực kỳ luôn. Chị nào mà cỡ như tầm em này 1m6 này kia mấy chị 1m58 này kia nha mấy chị ơi nha. Đổ lại mấy chị. Này mấy con thúc ngực dáng ngắn này đẹp lắm nha. Rồi lên liền cho em mã 70. 76 size M dùng cho em. 76 size M 189. Lên liền cho em mã 76 size M dùng cho em. 189.000 dùng cho em. 76 mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã 70. 77 chúc anh Phạm size S nè. Wow. 189.000. Lên liền cho em mã 77. Ôi nhìn đơn giản mà dáng váy xinh quá luôn ấy. Mà mang đi tiệc thì nè mấy chị. Với lại cái nhũ của nó năm nay nó làm cỡ nhũ nó ống ống nó kiểu như lấp lánh đó cả nhà kìa. Cái này mà cái này mà tắt đèn mới thôi đó mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã giùm em 50. 7 Nguyên Duy. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã 70. 78 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 78 size M dùng cho em. 78 size M 189 luôn. Lên liền cho em mã 78 size M 189.
78 size M dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 78 size M dùng cho em 189.000. 78 nguyên giang. Này cái này lúc nãy chị nào hụt lên lại dùng em với 189.000 mã 70. 79 dùng cho em siêu phẩm đó cả nhà, cái mẫu này là siêu phẩm nha. Size S này. Lên liền cho em mã 70. 79 dùng cho em. Mẫu này là riêng cái mẫu này là siêu phẩm nha mấy chị nha. Em đảm bảo em like 189.000 nhưng mà em chắc chắn luôn. Mấy chị nếu mà chị nào đi nhặt kho sỉ chỗ khác nha, phải trên giá hàng 260. Bởi vì như rồi 180 luôn á, phải trên 260 nha mấy bà nha. Không bao giờ có giá này luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 80 dùng cho em. Lên liền cho em mã 80 dùng cho em. 80 nha cả nhà nha. 189.000 size S luôn, mã 80 dùng cho em. Ê con này có test nè. Nhưng mà em like không ai lấy là em để mặc giá. Em có phải đi bốt hàng, mua đỡ phải đi sửa hàng. Cái này con này size S nè, 189.000 nè. XS nha, kìa lấy 61 dùng cho em, XS dùng cho em cái này. À 61, 81, chúc anh Phạm nè. Chúc anh Phạm nha, kìa lấy chốt cho em nè. Lên liền cho em mã 81 dùng cho em size XS nha, 189 nè. Một con thôi cả nhà luôn. Chỉ nhất một con nha. Rồi lên liền cho em mã 82 size gì? 82 em có cho mình size M này cả nhà. 249.000. Có mốt cho mình dây. Cái này em có được 2 set thôi cả nhà ơi. 2 set thôi nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 80. 82. 82 này em có cho mình size M thôi cả nhà. 82 size M dùng cho em. 82 size M nha cả nhà nha. 82 size M. Giá là 249.000 và cái hàng HA này, cái áo dài mấy chị ơi. Nha mấy chị nha. Mấy mã này 460 rồi. Mới mua sale chút anh Phạm xả mã này 460 trời. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 82 size M dùng cho em. 82 size M nha. 82 size M 249 cho anh Nghi Hạnh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 82 249 cho Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã 83 dùng cho em. 83 nha, lên liền cho em mã 83 dùm cho anh, 189 nha. Lên liền cho em mã 83 size S 189. Lên liền cho em mã 83 size S 189 nha. Có 2 con thôi cả nhà. 2 con duy nhất nha mới chịu nha, có S rồi. Còn lên liền cho em mã 83 dùm cho em, 189 dùm cho em. 83 nha cả nhà nha, 189 nha. Tai của nó nè mấy chị, trời tiền cái tai không nha. Cái tai không mấy chị thấy là hàng siêu siêu đẹp luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. 83 dùng cho em. Lên liền cho em mã 83. Đây cái này. Hai set đó hả em? Như cái đó là. Đây cái này đây. Còn hai con này. Lên liền cho em mã 83. Mà phải lai hai mã này cho mấy chị dễ thích. 83 189 này. 83 189 này. 83 là 189 nghìn. 83 cho hả Nana. Còn lên liền cho em mã 83 cho hả Antonia. Còn 84 có hai con thôi. Hết rồi đó hả? 84 83 đơn thuộc Nguyễn Vũ. Rồi 84 em còn 3 set size M cả nhà, 149 nghe. Set này, cái set này chứ chị nào có con mua cho con mang cũng được nghe. 83 nhung trần thì hồng hết 83. Cả nhà nghe, đây nè. Chị nào mà có con tầm khoảng 40kg đổ lên là mang được nha mấy chị ơi nha. Mấy chị không tin mấy chị mua cho con mình mấy cái đồ mà phun nhỏ như thế này nè. Phun đồ bé mà size đại cả nhà, cái bộ này 300 nghe. Mang có đồng size thì sống nhí. Nha, hai mẹ con mang cặp cũng đẹp, 84 rồi. 84 dùng cho em 149 nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 84 dùng cho em 149 nha. Sai cho mấy chị nào mà 60kg đổ lạc men được cho em. Quần của nó là quần chung. Dễ thương lắm á cả nhà ơi. Nhìn cái quần cũng thấy đẹp rồi đó nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. 84 dùng cho em có 3 set cho cả nhà hết rồi nha mấy chị nha. 84 dùng cho em 149 nha. Lên liền cho em mã 84 dùng cho em 149 nha. Dùng cho em 3 set. 84 Thu Anh, 84 cho Thanh Tuyền, 84 cho Lương Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 85 size S thôi cả nhà, 179.000 siêu phẩm luôn. Cái này lúc nãy chị nào hụt thì lên lại dùng cho em nha. Đây này. 85 à. 85 này em có cho mình là size S nha, 179.000. Lên liền cho em mã 85 size S dùng cho em.
lên liền cho em mã 85 sang S đi cả nhà. Tám mươi lăm sang S đẹp lắm mấy chị ơi, nhà Lan Lan đẹp lắm cả nhà, thật sự luôn á, chủ hàng cho mình luôn á nha. Đẹp lắm cả nhà, lên liền cho em mã dùng cho em 85 dùng cho em một con lăn tàu rồi không bốn con một sợi chứ. 85 thu hoành. Cái này có một cái gì? Có dục của tầm nó không? Cái này một anh Nguyễn Kim khánh mới mà kèm sơn tỏi lên cho em đi chị ơi, đó là Quỳnh Giang. Nãy giờ chế lên nhiều hàng lắm luôn á chị, đi xa lên nhiều hàng đẹp lắm. Anh Nguyễn Kim khánh mới bạn kèm sơn tỏi lên cho em ạ. 169.000 người Tây Cầu Lô xét, xét 3 mố không phải nha, 169.000. Tỏi lên liền cho em mã 80. 86 dùng cho em, có xét duy nhất thôi. Nha, 86 một xét thôi cả nhà ơi, xét 3 mố luôn cả nhà. Ba món nha, một con di lê kèm cho mình một con chân vái và cái áo của nó có cái tán rất là đẹp luôn nha. Một xét đâu cả nhà, 100 169.000. À đây từ từ. 85 cho Nguyễn Kim. Rồi lên liền cho em mã 87 lên size 88 luôn đi cả nhà, làm nha. 88 lên size SM dùng cho em 149.000. Đây mấy chị hàng của HA luôn nha, chứ không phải là hàng thường đâu nghe. Áo áo này em đảm bảo mấy chị, vì mấy chị mặc chung với chân váy 86 Quỳnh Giang. Mặc chân chung với lại chân váy sắp ly cũng đẹp, mặc chung với lại quần rinh le cũng rất là đẹp luôn, quần le đen mà hách dáng đó nha. Nhưng mới chịu nha, lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 88 kèm size vô cho em size S và size M, tặng mấy chị 149.000. Nhưng mà cái quần giả rất là đẹp luôn, 149.000. 149 lên size dùm em, size S size M dùm em, S và M nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 80 88 lên size S M dùm cho em 149.000 thôi. Nhưng mà hàng đẹp. Đây cái này em về được cho mình hàng Quảng Châu. Rồi cái này hàng Quảng Châu em có cho mình được 3 set. 3 set nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 89 sang M dùng cho em. 89 sang F 149 luôn. Này em like rồi nha. 88 M cho Quỳnh Giang 149. Cái trinh dùng cho em, nhưng mà nó size S thôi. Nếu mà chị nào có con gái ưng mua cho con cũng được. 88 M cho Hiền Nguyễn 149. Ưng mua cho bé mang cũng được cả nhà ơi. Tầm khoảng 40kg tới 50kg, 52kg mặc size S cho em. Rồi lên liền cho em mã 89 dùng cho em. 88 em chỉ còn size M thôi, cho nên thuộc Nguyễn Vũ size M 149. Rồi lên liền cho em mã 89 dùng cho em 149.000. 89 149 dùng cho em 3 set cho các nhà. Set trinh nha. Set trinh mà cái mẫu mà được rồi đó mấy chị, hàng 200 mấy ngàn đó. Sáng mai em sẽ like cho mấy chị một lên like một like hàng này. 88 thì có xe mờ mấy chị ơi. 88 mờ trong trần thì hồng cũng xinh này nè mấy chị này. Mà cái màu hàng Quảng Châu cái màu nó đẹp lắm. Cái màu của nó siêu siêu đẹp luôn đây nè, nó chủng cái màu như này nè. 89. Nha mấy chị nha. Xe hết cho Nguyệt Lê 149. Chứ không phải là cái màu mà nó đậm đậm đen như cái hàng lên đâu nha cả nhà nha. Cái màu rất là đẹp luôn. Cái màu nó không có xe. 89 hết cho Na đổ 149. Rồi NT Closet nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã 89 cho chị Phương Hoa 149. Rồi 90 size L dùng cho em 169 ngàn. Lên liền cho em mã 90 size L 169. Chị Phương Hoa ơi, cái mới chọn thêm mình cọp với em 100 ngàn mà tài khoản đi rồi chốt tiếp hàng nhá. Hàng của NT Closet dùng cho em. NT Closet nè. Rồi chiều lãi thì chốt liền cho em mã 90 dùng cho em. Mã 90 nha cả nhà nha. 90 size L dùng cho em. NT Closet 169. Duy nhất được 2 set. 2 set nha mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã 90 size L, NT Closet dùng cho em.
Đó liền cho em mã 90. Đó liền cho em mã 90 đi cả nhà. Rồi đúng rồi. 90 sẽ là chỉ đoàn thuộc nguyện mẫu 169. Rồi lên liền cho em mã 91 size M dùng cho em 169 ngàn. Lên liền cho em mã 91 dùng cho em vào nồi cây cà lô xét nha khách nha. Nhìn cái nút này, cái nhà này em công nhận nó luôn á cả nhà. Giá của nó là giá tầm thường thôi, tầm khoảng đi sỉ là tầm khoảng 300, 200 mấy ngàn nha. Nhưng mà nó rất đầu tư từ cái nút của nó nha mấy chị. 90 sẽ là độ kính 169. Cái nút hoàng của nó rất là đẹp luôn á cả nhà. Nha mấy chị nha, từng nút, cái nút của nó mấy chị. Vải của nó không đẹp nữa, phải dài mà nó dài lắm. Dài nữa mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 91 dùng cho em. Lên liền cho em mã 91 size size M dùng cho em 169 ngàn dùng cho em. 169 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Con này em có up hình cho mình được. Lên mã 91 lên cho em 169 ạ. 91 169 dùng cho em này rất là đẹp. Lên liền cho em mã 91 nha. Em có duy nhất được con mình có 2 set thôi. Hai set nha khách nha, dài dặn mà nặng tay lắm. Alo, chứ mốt size M chứ hai con. Hai set duy nhất con, hết hàng rồi. Hết rồi cả nhà, nặng mà đẹp lắm chứ ơi. Rồi con này em có size em coi. Rồi size S, size L, em có S và L 90. 92 SL dùng cho em 189 ngàn. Nhưng mà con này mình mặc theo, tùy theo mấy chị nha. Mấy chị thích thì mình có thể mặc dây được, và nó thấp thì mình có thể mang yếm được luôn ha. Tại vì nó sẽ tặng kèm cho mình một con áo, một con áo yếm bên trong này. Nhưng mấy chị chịu nha, mà con áo yếm hơi xịn nha khách nha. Áo yếm hơi xịn đó mấy chị, cái này về có thể có tách riêng ra mang với lại chung với lại yếm riêng của mình. Nếu mình có cái yếm khác mình có thể phối được luôn nha mấy chị chịu nha. Có thể phối yếm dạ hay là yếm gì tùy mấy bà luôn ấy. Đẹp chưa? Lên liền cho em mã 92, em có cho mình size S với size L. 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 93 dùng cho em 189 luôn size S. Lên liền cho em mã 93 size S 189 cho con. Móc nữa vui nè. Móc nữa vui nè. Móc là cái chất gì ạ? Một bụi 169 ngàn. Cái mẫu đơn thuộc nguyện mẫu. Cái này có một con. Cái mẫu thanh tiền. Thanh tiền khách mới chọn thêm, chọn với em 100 ngàn mà tài khoản đi rồi cháu tiếp gì nha. Cái tài khoản có ghi ở dưới đó cả nhà ơi. Đơn này gom cho mấy chị đến thứ tư à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 94 dùng cho em. Lên liền cho em mã 94 này em có size S. 92 SL 189 cho mình nha. 94 này em có cho mình size 94 này em có cho mình là size S thôi cả nhà, 149 ngàn. 94 là 149. Đồng hải mà không có nãy quá trời size L luôn á chị Nabi. Tối nay có nhiều size L. Có cả size L, size L luôn mấy bà ơi. 93. Rồi lên liền cho em mã 94 dùng cho em. 94 nãy có size S. Lên liền cho em mã dùng cho em. Nhưng mà cái set này nó đẹp lắm mấy chị. Áo nó cũng đẹp, nó quần nó là quần dạ. Chị lên 94 lên size dùm em. 93 là 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 95 dùm cho em. 149 lên size size M dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 95 size M 149. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 95 size M dùm cho em 149 ngàn HA luôn mấy chị. Mấy cái hàng này nếu mà chị nào bán shop á, mà khách người ta mua quen cả nhà, người ta nhìn vô là người ta biết hàng đẹp hay không á cả nhà nha. 149.
94 xe là 14 cho xe 149 cho Quỳnh Giang. 95 xoay mờ luôn. Chín năm là 149 nghìn. Chín năm đi đâu là Nguyễn Vũ, chín năm cho Quỳnh Giang. Còn lên liền cho em ở 96 dùng cho em. 96 size S dùng cho em 189 nghìn. Rồi lên liền cho em ở 96. 93 là cái này đúng không? Rồi lên liền cho em ở 96 189. 96 189 dùng cho em. Mấy chị ơi để em bán tặng mấy chị cái con này. Cái này nó không phải bị gì mà nó bị tụt cái đường chỉ á. 189 nghìn. 97 dùng cho em. 189 cho Quỳnh Giang. 97 này em có size M, có con cả nhà ơi, thì luôn vì trong lô. Cái chị ơi, cũng 500 hàng ấy, em mới chịu nha. Mà nó có một con này thôi. Thì mình may cái chị mấy chị mình đắp vô đây một chút xíu thôi nha. Em tặng mấy chị con này luôn, đỏ M này em sale cho mấy chị nốt luôn 169 ngàn thì. Đây mấy chị này. Thì mình may vô đây một chút xíu thôi. 169 ha, chị nào ghi em mã lỗ 169 hả? 189. 96 cho ngồi em. Mà nó có một con thôi cả nhà ơi. Mà em tiếc quá luôn. Bán cái đầu không lại bao nhiêu trơn với chị, 169 ngàn là bán lỗ ấy. Rồi lên liền cho em mã 98 dùng cho em. Lên liền cho em mã 98. Rồi lên liền cho em mã 98 size S dùng cho em nha. Lên liền cho em bởi vậy mấy chị ơi, bóc hàng sale là vậy sao. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 98 dùng cho em. 98 size S dùng cho em 179 nha. 179 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chụp cái kia qua. Rồi lên liền cho em mã 90. 98 size S dùng cho em 160 à 179 ngàn, 179 đen dùng. 98 size S 179 dùng cho em. Xin đó 179 như Hoàng Ngọc. Màu đen nó cũng size S luôn với bà ơi, 149 nha. Rồi ghi dùm cho em ạ mấy. 99 149 size S, 99 149 size S, nhưng mà con này cái cổ nó đẹp. Nha, con này cái cổ rất là đẹp luôn. Hai con thôi cả nha. Hai con size S nha. Lên liền cho em ạ, dùm cho em ạ mấy. 99 size S dùm cho em cái dạ đỏ. Lên liền cho em ạ, 99 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 149 cho Quỳnh Giang. 189 ngàn. Lên liền cho em á lộn 249 ngàn. Lên liền cho em mã 100 dùng cho em 249. Lên liền cho em mã 100 249 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 100 dùng cho em. Ngày mai chắc em tặng nhiều đồ lắm luôn á cả nhà. Ngày mai em sẽ có giày nè, em có túi nè, em có nước hoa nha, em sẽ tặng cuối năm cho mình nha cả nhà nha. Tại vì ngày mai là cái live cuối cùng nha, em sẽ đi đơn cho mình. Đó là nhà em gom rất là nhiều hàng tặng nha mấy chị nha. Nhiều hàng tặng để tặng cho khách lắm. Nên là chị nào nhớ ha, ngày mai em sẽ like 3 like cho mình ha. Ngày mai nha mấy chị nha. Cái này em có cho mình size S thôi mấy chị ơi. Mã 100 size S thôi 249. Mã 100 nha, size S 249 nha mấy chị. Ngày mai nha, cả nhà nha. Nhiều lắm. Sắp tới cho nên là Nguyễn Vũ 249. Và nhiều hàng tặng lắm. Có giày nè, có túi nè, có nước hoa này. Nước hoa Âu đàng hoàng nha cả nhà nha. À, nhưng mà dạng dạng chiếc cả nha. Rồi này em có cho mình được hai con mã số mấy? Mã số 1 nè mấy chị. Số 1 nha, 189 ngàn size S. Đen S, trắng S dùng cho em 189 ngàn, vẫn là HA luôn. Tối nay là 100% là HA hết trơn cả nhà ơi nha. Đây mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 1, em có trắng và có đen 189 ngàn. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em.
mã số 1 nha, ngày mai sẽ like 3 like nha mấy chị hiểu nha. Buổi sáng thì sẽ là 9 áo lột à, buổi sáng em sẽ like cho mình 10 giờ nha cả nhà nha. Buổi sáng em sẽ like cho mình 10 giờ. Buổi trưa là 2 giờ và buổi tối là 8 giờ 15 và kết thúc like nha mấy chị hiểu nha. Sẽ đi đơn cho mình luôn và em nghỉ Tết nha mấy chị hiểu nha. Nghỉ Tết nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã. Mã số 1 lên lùm em. Em có trắng và đen. Trắng và đen dùng cho em. Thế cái con này còn một con đi. Cái con này còn một con nữa chị nào chút. Đây cái bi này mấy chị này, chị nào nãy không chốt được vậy? Bi này size S nè mấy chị này. Một bao nhiêu này? Còn mai nó mà mai tại vì là nó có một bao nó bị sốt ở ngoài cả nhà nên là người ta gửi cho em bằng bưu điện mà. Nó lâu quá em chưa có nhận được các bạn, em sốt một luôn cái tờ của chị để em mà nghe báo là tới rồi. 189.000. Bi này em còn một con. Một bao Quỳnh Giang. Sợ. Cũng kìa ta, mấy chị em đi chốt thế rồi. Áo dài nè mấy chị, size S luôn nè, 200-249 ngàn. Áo dài xịn nha, áo dài xịn dùng cho em. Lên liền cho em mà áo dài size S 249 dùng cho em. Lên liền cho em mà áo dài bì dùng cho em. Tắt 18. À, bi là 189 ngàn. Thêm bi Quỳnh Giang. Đen em ướt không? Còn trắng thôi nha, trắng đẹp mà. Rồi lên liền cho em mà áo dài dùng cho em. Áo dài dùng cho em, mấy cái này là em sốt quá. Em thấy chị Mi Sally nha. Giờ nó hết hàng. Rồi 169.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã set nhung đỏ dùng cho em. 169.000 hàng NT Closet. Cái mẫu này là bị quên. Bỏ quên. Bỏ quên nha cả nhà nha. Bỏ quên nó mấy chị. Đẹp mà lại bỏ quên nó. Rồi lên liền cho em mã set nhung dùng cho em, size M dùng cho em, 169.000. Rồi lên liền cho em mã set nhung size M dùng cho em. Set nhung size M nha. Lên liền cho em mã set nhung size M dùng cho em. Nhung M nha mấy chị yêu ơi, lấy cái nhung M này mang nó mấy bà ơi, đẹp quá trời ơi. Nhung M NT Closet dùng cho em. NT Closet nha. Đen thì lúc nãy em hết rồi, còn bây giờ là đỏ. Đỏ mà của nó là kiểu như là đỏ 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 mọng, đỏ đô á cả nhà. Nó rất là đẹp nha cả nhà nha, đẹp lắm. Không phải là cái màu đỏ quê đâu cả nhà. Ra liền cho em mã giùm chị. Một sáu chín. Ừ, như một sáu chín. Nhung Quỳnh Giang, nhung ra là Nguyễn Vũ. Rồi bướm size M 189 nha. Lên liền cho em mã bướm M 189 HA luôn đó. HA nha. Rồi lên liền cho em mã bướm M dùng cho em. Bướm gì đây? Bướm M dùng cho em 189 nha. Lên liền cho em mã bướm M 189 có con cho hết. Bướm Quỳnh Giang 189. Rồi cái này lên liền cho em mã nâu S dùng cho em. Nâu S 189 nha. Lên liền cho em mã nâu S 189. Lên liền cho em mã nâu S dùng cho em 189.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã nâu S 189.000 cho em. Nâu S nha cả nhà nha, 189.000 mà mấy chị nhìn cái ren đi cả nhà ơi nha. Em mấy chị nhìn cái ren của nó làm nè mấy chị nè. Cái ren của nó là ren xịn luôn á. Ren xịn luôn á cả nhà nha, rất là xịn luôn. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm nâu dùng cho em. Đầm nâu này là size S nha. 189.000. Lên liền cho em mã đầm nâu size S 189. Lên liền cho em mã đầm nâu size S dùng cho em 189.000. Quên mất tiền các bạn ơi, chưa lên đầm nâu lên cho em 189.000 được. Xếp áo 2 muốn dùng cho em này 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã xếp áo 2 muốn 89.000. Là nó sẽ kèm cho mình một con áo ba lỗ bên trong nha mấy chị hiểu nha. Áo ba lỗ rút dây cho mình xong rồi kèm cái áo nữa, bán có 89.000 mấy chị nha. Nhưng mà cái này là em nhập hàng Quảng Châu luôn á. Đây mấy chị nè. Ở đây của nó là chữ theo nè. Chữ theo nha cả nhà nha. Áo dùng cho em. Giá là 89.000. Giờ lấy chút liền cho em mà áo 89. Lên liền cho em mà áo 89.000 nha mấy chị hiểu nha. Mặc quần ginh hay là mặc cái gì cũng đẹp hết á. Lên liền cho em mà áo dùng cho em set áo 24 dùng cho em. Là cái này mình mặc nó sẽ bên trong nha mấy chị hiểu nha. Cái áo dây là bên trong. Áo ba lỗ bên trong xong có cái này bên ngoài nữa. Áo 24 dùng cho em có 89.000.
lên liền kia mà xách áo hay mấy tám chín ngàn áo hay mấy nhân nabi đầm nâu 189 cho ngô ơi yến gì ngô ơi yến chọn thêm mình chọn cách mới chọn thêm mình chọn với em 100 ngàn mà tài khoản đi rồi chốt tiếp đấy chị ạ. Em còn gom lơ ngày mai cho cái gì nữa, ngày mốt em mới đi đâu mà rồi em còn cho mình cái đầm này nè mấy chị, nhưng mà đây trời ơi, nghĩ sao cái đầm này không ai chốt, trời em sale có bao nhiêu đây nè, nó tụt cái dây này nha, size XS luôn cả nhà ơi, nha mấy chị nha, sale mấy chị luôn giá là 169 ngàn cho mấy chị lấy mặt kìa. Mới sao mấy chị cái này về mình đây nữa mấy chị nè, đây nha mấy chị nha, mình kiếm cái gì đó mình xỏ qua thôi, mình gài cái đút lại nó không sao hết trơn, không có bị gì lỗi lầm gì luôn á, có gấp không có gì hết nha mấy chị nha. 169 ngàn nhưng mà size XS, hàng của Trúc Anh Phạm này. Thanh Tuyền ơi cọc giúp em đi chị ơi, cọc đi rồi chốt tiếp chị ạ. Hàng của Trúc Anh Phạm nha, hãy tặng với chị 169, chị nào ưng lấy thì chốt liền cho em 169. Chị Thanh Tuyền cọc giúp em rồi chốt tiếp cho mình chị nhá, chốt mã 89 cuối cùng cho mình chị không? Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 169 đi cả nhà, 169 nha. 169 nha mấy tình yêu nha, chờ lấy chốt liền cho em mã 169. 169 nha. Tàn 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 tàn. Phun hoa 100. Chị đi chọn. Chuyện rồi. Ok, phun hoa này là 100 ngàn rồi. Sao vậy? Anh câu giùm em cái này. Ừ, sai gì vậy? Hai con sai gì vậy? Mấy chị ơi, còn được 2 set siêu phẩm này mà sao? Còn S à? Lên liền cho em mã siêu phẩm size S 249 ngàn SM cả nhà. 249 dùng cho em, size S và size M dùng cho em. Xong rồi tắt like nha, gặp mấy chị vào ngày mai nha, like cuối cùng nha mấy chị luôn nha. Còn áo và laptop không ạ? Áo laptop nào chị ơi? Nó vừa lên đó cả nhà. Siêu phẩm 249 ngàn kèm size SM. Nó liền cho em mà set siêu phẩm đi cả nhà. Thiệt quá trời luôn ấy. Chọn số M đó thùng nguyên phổ. Đẹp lắm cả nhà. Còn một set size S nha. Ừ. Một con S đấy, thì nào lấy chút đi chị. Rồi con này đỏ, còn một con M, một con S luôn. Đầm đỏ là hãy hết rồi. Đầm đỏ hãy like hết rồi. Siêu phẩm hãy hết rồi cả nhà ơi. Dưới kia nó còn đây này, cái này em còn một con đỏ S nữa này là hết rồi đó. Hết hàng lan lan rồi đó. Đỏ S có một con. Đỏ S là 100 mấy quên rồi. Đỏ S là 179 ngàn có con rồi hết không. Đỏ S em còn một con nữa chị nha, là hết hàng rồi đó. 179 ngàn size S, một con duy nhất không? Đưa đây chị nè. Không còn. Chờ lấy đỏ S thì ghi đỏ S dùng cho em nha cả nhà ơi, xịn đẹp. Một con đó cả nhà hết rồi. Cuối cùng luôn á, cúng cùi luôn rồi đó. Đang đó em còn, nhưng mà chỉ còn size S thôi chị Đặng Thị Trinh ơi. Em mới chịu nha, con là cái cổ nó đẹp nha, mới chịu nha. Màu đỏ nhưng mà nó xinh lắm. Cái đầm này em hết rồi mấy chị, cái đầm kem này hết rồi. Rồi thôi em tắt like nha mấy chị nha. Hẹn gặp mấy chị vào ngày mai nha. Đây này có cái hai cái xếp này nè mấy chị. Em ôi coi đầm trắng cái sao. Đầm trắng là cái này hả? Cái này nó là cái yếm cả nhà. Cái này nó là cái yếm 349 ngàn size M. Cái này là cái yếm mấy chị, nó sẽ có cho mình cái nó có cho mình cái áo, xong nó có cái quần bên trong, đó là cái yếm bên ngoài, cái áo sơ mi là áo riêng nha. Xong nó kèm cho mình cái yếm luôn, cái này em bán rất là nhiều đó cả nhà. Rồi bữa trước treo lên mà quá trời mấy chị hỏi luôn. Mà em chốt được có 3 set tại vì là em sợ không có hàng đó cả nhà. Không có hàng á, xong bây giờ nó lại lò ra được nè. Size M có 149 ngàn, yếm nha mấy chị hiểu nha, yếm dạ luôn. Cái này của nó sẽ là dạ này mấy chị, còn cái này là bên trong của nó là sẽ là một con áo. Áo sơ mi nha mấy chị hiểu nha, 3 nút cho mình này. 149 ngàn nha mấy chị yêu nha. Size S và size M dùng cho em. Kèm size vô nha mấy chị yêu nha. Lên size dùng cho em. Kèm size vô nha mấy chị yêu nha. Lên size dùng cho em. Em có cho mình size S và size M dùng cho em.
size S và size 10 nha mấy tình yêu nha. Chờ lấy chút rồi. Đây này, con này có siêu phẩm này mấy chị. Đây cái này có một set cuối cùng nữa luôn các bạn nào mà nếu mà xem like mà vô trẻ mà chưa chốt thì lên liền cho em nè. 249.000 size S có được cuối cùng được hai set nữa là hết. Hai set là hết nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em set 249 size S. Hết sạch luôn cả nhà ơi. 51kg mà chị cao trên 1m6 là chị mang vừa ấy nha chị nha. Rồi con này có đúng một set duy nhất nữa là hết. Siêu phẩm luôn nha. Em lỡ cọc cái con này vô hàng lẻ với bà ơi, đẹp quá trời. Nó sang, sang ơi là sang luôn. Đây mấy chị. Kèm cho mình là một con áo bên ngoài luôn ha. Mà con váy bên trong rất là đẹp luôn. Này có màu trắng nữa mà hết trắng rồi. Rồi thôi em tắt like nha mấy chị yêu nha. Tắt like nha mấy chị yêu nha. Gặp mấy chị ngày mai thì ngày mai em sẽ like 3k luôn nha mấy chị yêu nha. Và sẽ là gom đơn cho mình luôn. Và thứ tư nhà em đi đơn là em sẽ nghỉ Tết nha mấy chị yêu nha. Em nghỉ Tết ha. Rồi hàng mấy chị ngày mai em tặng nhiều quà lắm luôn á, thật sự luôn. Lúc nào mà chị nào biết em nghỉ cuối năm em cũng tặng nhiều lắm luôn á cả nhà ơi. Bóc là tặng, thích là tặng nha mấy chị yêu nha. Hẹn mấy chị ngày mai thì. Rồi bye mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Bye bye mấy chị.